minh ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh audio chuyện hay quý vị và các bạn thân mến nếu được trả một món tiền to để quyến rũ một anh chàng đẹp trai lâu nay thường ngó lơ gái đẹp thì sẽ có bao nhiêu cô gái nhận lời chắc không có nhiều cô gái sẽ chấp nhận việc đó phải không các bạn bởi ngoài khía cạnh đạo đức thì biết bao phiền lụy chắc chắn cũng sẽ kéo đến và biết đâu sẽ nhấn chìm người nào bạo gan dám làm việc đó nhưng có một cô gái trẻ lại đương đầu với thử thách đó bởi cô ấy chỉ có một mình trên đời chẳng sợ miệng tiếng thế gian chẳng lo người thân oán thán chỉ mong trả nợ ân tình cho một người duy nhất lại chính là mẹ của chàng trai đó chuyện oái oăm này sẽ đem lại bao nước mắt nụ cười cho bạn đọc và nghe chuyện chúng ta cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện qua giọng đọc minh ngọc các bạn nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nhà văn Phạm Lữ Ân từng nói Niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta cảm nhận được trong tình yêu Không phải ta nhận ra rằng mình được yêu mà là khi ta nhận ra rằng mình yêu Vài năm về trước Bà mới về à? Cậu Thành đâu? Cậu đang trên phòng khách, có chuyện gì trong mặt bà có vẻ căng thẳng thế? Hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì Bà Tuyết trở về nhà cùng với khuôn mặt tức giận Bà hùng hổ tiến vào trong nhà Ngay khi vừa nhìn thấy Thành đang ngồi ung dung trên chiếc ghế sofa Bà liền lớn giọng quát Thành, tại sao hôm nay con lại không đến? Có biết là mẹ đã tốn bao công sức để tìm được người phù hợp cho con Và sắp xếp buổi xem mắt ngày hôm nay không hả? Thì ra, hôm nay là ngày xem mắt của Thành Trong suốt bao nhiêu năm nay, anh chưa hề yêu ai, cũng không chịu làm quen hay tiếp xúc gần gũi với bất kỳ người con gái nào. Chính vì thế, mấy năm gần đây, bà Tuyết không ngừng mai mối cho con trai, mặc dù những cô gái bà chọn đều là những cô nàng giỏi giang xinh đẹp. Nếu không là con gái nhà đại gia thì cũng là con cháu nhà quyền chức, tài năng có, xinh đẹp có, nhưng tất cả đều không lọt vào mắt xanh của thành con đã bảo với mẹ rồi lần sau mẹ đừng có mai mối nữa con không lấy vợ đâu mày định làm mẹ tức chết à sao lại không lấy vợ nói đi có phải mày có vấn đề gì giấu mẹ không nói rồi bà tuyết tiến lại gần đưa mắt nhìn về phía anh đầy nghi ngờ được biết thành là đứa con trai độc nhất vô nhị của bà tuyết cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn thiên hạo một tập đoàn bất động sản khá có tiếng ở thành phố nên việc Thành không thích con gái, không muốn cưới vợ và không sinh con sẽ là một chuyện lớn đối với bà Tuyết và tập đoàn Thiên Hạo. Bà sợ rằng đứa con trai duy nhất của mình đang gặp vấn đề về giới tính, nên nếu như chuyện này mà đồn ra ngoài thì bà không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Giang, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm đứt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Thành bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói của một chàng trai không biết anh ta đã nói gì mà sau khi vừa tắt máy ngay lập tức thành liền lấy xe chạy ra ngoài đứng lại đấy mẹ chưa nói chuyện xong với con mà bà tuyết quát lên trong cơn giận dữ trước đây thành là một đứa trẻ ngoan ngoãn và rất tình cảm không hiểu tại sao kể từ ngày bố anh bỏ hai mẹ con anh đi tính tình của thành cũng thay đổi kể từ đó anh ít nói hơn lầm lì hơn và hai mẹ con luôn có những khoảng cách không thể nào xóa bỏ. 15 phút sau, Thành dừng xe tại một quán bar sang trọng nằm ở giữa lòng thành phố, anh bước xuống xe và nhanh chóng đi vào bên trong. Không gian bên trong khiến anh có chút choáng ngợp, những ánh đèn lấp lánh hòa cùng tiếng nhạc sập sình, kẻ ra người vào tấp nập. Ở đây toàn là những người của giới thượng lưu, nếu không phải là đại gia thì cũng là những người có chức có quyền. Thành, ở đây Giọng nói của một người đàn ông vang lên Hắn vẫy tay về phía anh Cương mặt trở nên rạng rỡ Nhìn thấy người mà mình cần tìm Thành nhanh chóng lách qua đám đông Và tiến đến chiếc bàn của người đàn ông kia Có chuyện gì mà cậu gọi tôi gấp thế Sao giờ này không thấy cậu tới Công ty bận nhiều việc quá Nên tôi cũng không đến được Thế thì hôm nay chơi thoải mái đi Không say không về Nói xong cả hai đều nhìn về phía nhau Mà bật cười Khi là khôi bạn thân của Thành, họ quen nhau tính đến nay cũng được 5 6 năm rồi, được biết từ hồi còn đi học, Thành rất ít bạn bè, mọi mối quan hệ xung quanh anh chỉ mang tính chất xã giao. Người bạn duy nhất của anh chỉ có một mình Khôi, mặc dù Khôi là người mang giới tính thứ ba, nhưng Thành không hề cười nhạo mà ngược lại, anh rất coi trọng người bạn này, khi chơi với Khôi, anh được là chính mình. Khôi sống như một người tri kỷ, một người thân mà anh có thể chút bầu tâm sự. Chính vì thế, họ dính với nhau như hình với bóng. Người ngoài nhìn vào, nếu không biết sẽ lầm tưởng cả hai đang yêu nhau. Và cũng chính vì điều đó, bà Tuyết đã hiểu lầm mối quan hệ của cả hai người. Dạo này, câu lạc bộ vẫn hoạt động tốt chứ? Thành cất tiếng hỏi, vẫn ổn, thi thoảng vẫn có một hai sâu nhỏ, anh em hỏi cậu liên tục đấy. Dạo này tôi cũng bận quá, để giải quyết xong mọi việc, tôi lại về với anh em, lâu rồi không hát hò, cảm thấy trong người khó chịu quá. Thì ra, từ xưa đến nay, Thành vẫn luôn có niềm đam mê với ca hát. Anh đã từng có ý định thi vào học viện âm nhạc để thực hiện ước mơ của mình, nhưng bà Tuyết coi đó là vớ vẩn, là những thứ không có tương lai. Nên bà ngăn cấm và tìm đủ mọi cách bắt Thành phải học kinh tế để sau này về tiếp quản công việc kinh doanh của bà vì không dám cãi lời mẹ nên thành đành gác bỏ ước mơ đi theo con đường kinh doanh mẹ chọn nhưng sau này khi đã ra trường và đang phụ giúp mẹ tiếp quản tập đoàn thành càng cảm nhận mình không hợp với kinh doanh anh ghét sự gò bó nơi trốn văn phòng ghét những tập hồ sơ tập tài liệu ghét những con số khô gan làm cho anh đau đầu vì vậy anh đã cùng với khôi một người cũng có niềm đam mê với âm nhạc, lập nên một câu lạc bộ nhỏ, họ thường cùng nhau lưu diễn tại quán cà phê, phòng trà, hội chợ hay thi thoảng được mời đi một số sâu với quy mô nhỏ. Khi đang mải mê chìm đắm cho âm nhạc, hòa vào sự sôi động của không khí nơi đây, bỗng một tiếng động lớn vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều chú ý, trong đó có Thành và Khôi. Choàng. Ơ cái con chó này, sao mày dám ở bên kia, một người đàn ông đang ra tay đánh một cô gái. Hình như người con gái đó là nhân viên tiếp rượu của quán. Không biết lý do xô sát là gì, nhưng Thành ghét nhất loại đàn ông ra tay đánh phụ nữ. Anh đứng lên, tiến về phía người đàn ông kia. Này anh ơi, có chuyện gì từ từ nói? Sao mà động tay động chân vậy? Nhìn thấy có người đang xen vào việc của mình, tên đàn ông kia bỗng trợn mắt, khuôn mặt dữ dằn, nhìn về phía Thành rồi quát lớn cút ra chỗ khác Đây không phải chuyện của mày Nhưng mà tôi ghét nhất Loại đàn ông ra tay đánh phụ nữ Tao thích thế đấy Mày ghét thì mày làm gì tao Mày là thằng chó nào mà dám trõ mũi vào chuyện của tao Nói rồi Tên đàn ông kia tiến đến Nắm lấy cổ áo anh Sau đó bay ra vẻ mặt khiêu khích Thấy sự việc càng ngày Càng trở nên căng thẳng Khôi vĩ đứng bên Kéo lấy tay áo anh Thôi bỏ đi Nhưng Thành ghét nhất là những ai dám động vào người anh khi chưa được sự cho phép của anh. Thành nghiêm mặt, đưa ánh mắt sắc lẹm của mình, nhìn vào phía tên đàn ông trước mặt. Anh nói bằng một giọng tràn đầy sát khí, bỏ tay ra. Trước câu nói của anh, tên đàn ông kia không những không buông tay, mà ngược lại, hắn ta càng trở lên hống hách hơn. Tao không bỏ đấy, mày làm gì tao? Đốp, một nắm đấm nhanh chóng đáp xuống tên đàn ông trước mặt. Hắn ta ngã xuống đất máu từ trên miệng chảy xuống, hắn dương ánh mắt căm phẫn nhìn về phía thành thằng chó này, mày có biết mày vừa động vào ai không? vừa nói dứt câu, hắn liền đứng dậy lao đến đấm vào mặt anh, nhưng anh đã né kịp. mấy tên đàn em đi bên cạnh hắn thấy thế thì lao vào đánh anh, cả hai bên xảy ra cuộc hỗn chiến. một người đàn ông vung cùi trò với hy vọng đánh thẳng vào mặt anh, nhưng lại bị khôi đứng bên cạnh nhanh tay nắm lấy vai và cánh tay của hắn giật mạnh về phía sau khiến cho hắn ngã nhào xuống dưới đất. Bấy giờ mọi thứ trở lên lộn xộn, quán ba bỗng biến thành một sàn đấu, không ai chịu nhường ai. Tầm 5 phút sau, một đội bảo vệ của quán vội vàng tiến vào, đi theo sau là một anh chàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, hình như đó là quản lý của quán ba này. Anh ta tiến đến và can ngăn hai bên, đồng thời cúi người cất giọng nói. Chào anh Dương, anh cần tôi giúp gì không? Đây là chỗ làm ăn, xin anh hãy nể tình tôi một chút. Nhìn thấy người quản lý, tên đàn ông kia bỗng ra oai, khuôn mặt thống hách đưa tay chỉ thẳng về phía thành. Tại sao lại cho mấy loại người này vào đây? Nó dám đánh tôi, nếu hôm nay anh không đuổi nó ra khỏi đây thì cẩn thận, ngay ngày mai anh không còn làm ăn được trên đất này nữa đâu. Nhìn vẻ mặt thống hách của tên kia, thành đoán hắn ta chắc là một tên công tử bột nào đấy, ỷ có chút tiền nên muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì đây mà. Anh Dương bớt giận, có gì thì mình từ từ nói, đây là anh Thành, con trai của tập đoàn Thiên Hạo, chắc cũng có giao tình với gia đình anh đó, thôi thì trước lạ sau quen, mọi người đều là người quen với nhau cả, làm như vậy không hay cho lắm. Thấy người quản lý giới thiệu về Thành, chợt trên lết mặt của tên đàn ông kia thoáng hiện lên nét bối rối. Hắn ta không còn làm ầm ĩ lên mà thay vào đó nhìn về viết Thành, nói một câu rồi quay người bỏ đi, mày cứ nhớ đấy, chuyện này chưa xong đâu. Đúng là trong giới kinh doanh, ai sau khi nghe đến tập đoàn Thiên Hạo cũng phải kính nể vài phần, bởi vì đó là một tập đoàn lớn, khá có tiếng nói, mặc dù gia thế của tên kia cũng không phải dạng tầm thường, nhưng sau khi nghe đến hai từ Thiên Hạo, hắn cũng không dám làm gì quá đáng. Vì nếu không may đắc tội, chắc chắn chuyện làm ăn của gia đình hắn ta ít nhiều cũng sẽ gặp khó khăn. Xin lỗi vì không biết anh đến, anh có sao không? Để tôi gọi người đến xử lý vết thương cho anh. Không sao, mọi tổn thất của ngày hôm nay, ngày mai sẽ có người đến để thanh toán. Nói xong, Thành đưa tay lau đi vết máu trên miệng mình rồi quay người rời đi, nhưng sau đó, anh cũng không quên quay đầu nhìn lại người con gái kia. Cô ta đang đứng đó với khuôn mặt vô cảm, khác với những người con gái anh từng gặp cô ta mang một vẻ gì đó bí ẩn mà lại lạnh lùng mặc dù thành vì cứu cô nên mới bị đánh vậy mà cô ta không thèm tiến tới hỏi han hay cảm ơn anh lấy một lời thấy chưa đang dưng dính vào chuyện này làm gì có đáng không ngồi trên xe khôi vẫn không ngừng quay sang trách móc anh cậu ta lái xe đến một hiệu thuốc gần đó mua đủ loại bông băng thuốc sát trùng nước muối rồi lái xe đưa thành về nhà mình khi về đến nơi, cậu ta ân cần chăm sóc anh, giúp anh xử lý những vết thương trên gương mặt. Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Khôi, anh liền bật cười và nói: "Tôi không sao, chồng cậu kìa, đàn ông đánh nhau là chuyện bình thường, có gì đâu mà lo lắng." Thấy Thành bị thương mà vẫn còn cười, cậu ta quay sang đánh vào người anh một cái: "Nhưng nó không đáng, cô gái kia chắc gì đã tốt, làm môi trường đấy không phải gái ngành thì cũng là mấy đứa chuyên đi chăn dắt đại gia." cậu thấy đấy, cậu ra tay giúp cô ta, mà cô ta đến một lời cảm ơn còn chả có, đúng là làm ơn mắc oán. thôi, coi như là đen đi. thành trả lời và buổi tối ngày hôm đó vì không muốn trở về nhà để cho bà tuyết nhìn thấy bộ dạng này của mình nên thành đã chọn cách ngủ lại ở nhà của khôi vĩ. đến sáng sớm ngày hôm sau khi anh vẫn còn chưa thức dậy thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên thành liền bắt máy alo con đang ở đâu? Về nhà ngay, về ngay đây cho mẹ. Có chuyện gì không mẹ? Con đang ở nhà bạn. Còn hỏi có chuyện gì à? Mày mở mạng ra mà xem, xem mày đã làm cái gì? Trước câu nói của mẹ, Thành bật dậy đưa tay với lấy chiếc laptop của Khôi để ở đầu giường. Anh mở mạng ra, trên mạng bây giờ đang ngập tràn những video và hình ảnh của anh tối hôm qua. Những bài báo lá cải không ngừng đưa tin giật gân để câu like, câu view Thiếu gia tập đoàn Thiên Hạo xảy ra xô xát trong quán bar chỉ vì tranh giành một cô gái. Mọi thông tin bây giờ đều đang gây bất lợi và làm giảm uy tín của anh cũng như của tập đoàn, giá cổ phiếu thì không ngừng tụt dốc chỉ sau một đêm. Mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, bà Tuyết thì đau đầu đi giải quyết mọi việc. 30 phút sau, Thành quay trở về nhà, vừa nhìn thấy mẹ, anh đã cảm nhận được cơn phẫn nộ của bà. Thành nhẹ nhàng tiến đến chưa kịp nói gì, anh đã nhận ngay một cái tát từ bà Tuyết. Mày xem, mày đã làm cái gì này? Con, con xin lỗi. Thành ngập ngừng đáp. Mày có ăn chơi, cũng phải biết chọn chỗ mà ăn chơi chứ. Vì một đứa con gái quán ba mà mày làm mất đi danh dự uy tín tao gây dựng. Mày có biết, chỉ một buổi sáng hôm nay, tập đoàn đã mất biết bao nhiêu tiền chỉ vì những chuyện mày gây ra không? Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tao đi dọn dẹp cho mày những thị phi này. Nếu còn có lần sau thì đừng có trách. Sau ngày hôm nay, lo tập trung với công việc của tập đoàn, mẹ sẽ tìm cho mày một người để lấy, lần này đừng có mà cãi lại. Nói rồi, bà Tuyết quay người bỏ đi. Sau ngày hôm đấy, bà cho người thu xếp mọi chuyện, làm cho mọi thông tin trên mạng gỡ bỏ, rồi tất cả cũng được giải quyết. Mọi chuyện lắng xuống, cổ phiếu tập đoàn cũng dần tăng lên. Còn Thành anh biết được lỗi lầm mình gây ra là rất lớn, nên cũng cố gắng chuyên tâm giúp đỡ bà Tuyết chuyện kinh doanh của tập đoàn. Chuẩn bị đến đâu rồi? Đã ổn thỏa rồi thưa bà, ông Kim đáp. Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với bà Tuyết, là ngày bà đích thân đi gặp khách hàng để ký hợp đồng lên đến hàng trăm tỷ. Chính vì vậy, mọi thứ bà muốn chuẩn bị thật chu đáo, bà đã sai ông Kim đặt một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố để tiếp đón vị khách đặc biệt kia. Khách hàng hôm nay là người rất quan trọng, nếu như hợp đồng được ký kết một cách suôn sẻ, chắc chắn rằng thiên hạo sẽ một bước nhảy vọt. Vì vậy tôi không muốn có bất kỳ sơ suất nào xảy ra trong ngày hôm nay Nghe rõ chưa Tôi hiểu rồi Thưa bà Bà cứ yên tâm Mọi thứ tôi đã chuẩn bị chu đáo Bây giờ chúng ta đi được chưa ạ giao cho ông ấy thì tôi yên tâm rồi. Nói rồi ông Kim lái chiếc xe roi roi màu đen sang trọng đưa bà Tuyết đến nhà hàng. Được biết ông Kim chính là trợ lý và là quản gia thân cận đối với gia đình bà Tuyết suốt mấy chục năm nay. Ông đã đi theo bà từ khi bà chưa có gì trong tay đến khi gây dựng nên một sự nghiệp cơ ngơi như vậy. Chính vì vậy bà coi ông giống như một người bạn, một người thân trong gia đình. Thậm chí, những chuyện làm ăn lớn nhỏ của tập đoàn, bà đều tin tưởng giao phó hết cho ông Kim. Dạ chào bà, mời bà vào bên trong ạ. Chiếc xe dừng lại bên sảnh tòa nhà, bên ngoài lúc này có hàng chục nhân viên đứng đó. Họ tiếp đón bà một cách nồng hậu và nhiệt tình. Ông Kim bước xuống, mở cánh cửa xe ra. Bà Lục xuất hiện trong bộ váy màu đen sang trọng, trên tay cầm theo chiếc túi Gucci hàng hiệu cùng với cặp kính dâm, trông thật sang trọng và quyền lực. Mặc dù đã ngoài 50, nhưng nhan sắc cùng với thần thái của bà vẫn khiến người ta phải ngưỡng mộ. Tiến vào bên trong, không gian nhà hàng được trang trí theo phong cách hiện đại, màu trắng là màu chủ đạo, nó mang đến sự nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần sang trọng và tinh tế. Những bộ bàn ghế được thiết kế từ gỗ cẩm lai, một loại gỗ quý hiếm và có hương thơm, màu sắc cũng như độ bền cao những chiếc đèn chùm lên đến hàng trăm triệu đồng, đủ để thấy sự tráng lệ và xa hoa của không gian nơi đây. Mời ông bà đi rối này ạ. Một chàng trai khoác trên người bộ Phép đen lịch lãm, anh nhẹ nhàng tiến đến, ân cần chỉ dẫn. Đây là vòng VIP mình đã đặt, mời mọi người vào trong ạ. Được rồi, cảm ơn anh. Ông Kim khẽ đáp. Sau đó, khoảng 30 phút vị khách mà bà lục chờ đợi cũng đã tới đó là một cặp vợ chồng trung niên hai người họ được biết đến với vai trò là doanh nhân khá có tiếng trong giới làm ăn sở hữu một tập đoàn bất động sản lớn ở việt nam và thêm hai công ty nhỏ bên mỹ ngày hôm nay nếu bà lục có được sự hợp tác từ họ chắc chắn rằng tập đoàn thiên hạo của bà sẽ được nâng đỡ rất nhiều dạ chào anh chị mời anh chị ngồi bà tuyết đứng dậy miệng cười tươi cối người niềm nở chào hỏi xin lỗi đã để cho mọi người đợi lâu ạ không sao đâu chúng tôi cũng vừa mới đến đây chắc bà đây là chủ tịch của tập đoàn thiên hạo đúng không ạ người phụ nữ kia cất giọng hỏi dạ vâng tôi tên mai tuyết chủ tịch của tập đoàn thiên hạo hôm nay rất vui khi được gặp hai ông bà chắc bà cũng biết chúng tôi nhưng tôi xin phép được giới thiệu lại tôi là lâm tú kia là ông xã tôi đình quang dạ chào ông bà nói xong cả hai đều nhìn về phía nhau nở những nụ cười lịch thiệp một tiếng sau hợp tác vui vẻ dạ vâng mong rằng sẽ được hợp tác với hai vị thêm nhiều lần nữa cuối cùng thì hợp đồng ngày hôm nay cũng được ký kết cũng đúng thôi một khi bà tuyết đã đích thân ra tay thì sẽ không có chuyện gì là không thể từ trước đến nay bà vẫn luôn là một người phụ nữ độc lập tài giỏi và quyết đoán những việc bà đã muốn làm thì chắc chắn bà sẽ cố gắng đạt cho bằng được. Tuy rằng tính cách đó của bà ở một khía cạnh nào đó sẽ rất tốt, nhưng suy cho cùng, bởi bà quá cứng cỏi và độc đoán nên dẫn đến suốt bao nhiêu năm nay bà vẫn một mình mà không mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào xung quanh, đặc biệt đối với Thành, đứa con trai duy nhất của bà vẫn không thể nào hòa hợp được. Tốt quá, hôm nay đúng là một ngày may mắn. Ngồi trên xe, bà Tuyết không ngừng cảm thán, khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười vẫn không ngừng nở trên môi. Lát anh ghé vào siêu thị, hôm nay là ngày vui, tôi muốn tự tay xuống bếp nấu đồ ăn cho mọi người, chúng ta phải liên hoan mới được. Bà Tuyết quay xa, nói với ông Kim, dạ vâng. Và rồi, chiếc xe dừng lại bên lề đường, bà Tuyết bước xuống xe, tiến vào bên trong siêu thị. Sau một hồi chọn lựa đủ thứ, thì cũng đến lúc bà quay qua quầy tính tiền. Ví tôi đâu? Ví của tôi đâu? Bất ngờ ở đằng trước, một người phụ nữ hốt hoảng la lên, hình như cô ta vừa bị mất ví. Ai đã lấy ví của tôi? Vừa nãy nó còn nằm ở đây mà, tại sao bây giờ lại không thấy? Bảo vệ đâu, tôi cần trách lại cam, tôi cần xem ai là người đã lấy ví của tôi. Người phụ nữ kia không ngừng la hét, mọi người xung quanh ai cũng tỏ ra hoang mang. Rốt cuộc thì ai đã lấy chiếc ví của cô ta? Tầm 5 phút sau, do người phụ nữ kia một mực khẳng định trong số người xếp hàng thanh toán đã có kẻ tiện tay lấy đi chiếc ví của cô ta chính vì vậy tất cả đều bị giữ lại kiểm tra họ kiểm tra hết tất cả mọi người nhưng đều không có chiếc camera thì không thể ghi lại hình ảnh chi tiết lúc cô ta bị mất ví đây rồi là nó đấy là ví của tôi người phụ nữ kia bất ngờ la lên chiếc ví được phát hiện trong túi của Ngọc Nhi. Hôm nay cô đi làm giúp việc bán thời gian cho một gia đình nên mới được bà chủ dẫn vào đây mua đồ ăn, chứ bình thường với khả năng và hoàn cảnh hiện tại của cô thì nơi đây được xem là một nơi xa xỉ. "Không phải tôi." Ngọc Nhi bắt đầu giải thích, "Không là cô thì chả lẽ ví của tôi biết bay à? Mà sao lại bay trúng vào túi cô? Đừng có mà nhiều lời, đi theo tôi lên công an." Người phụ nữ kia hùng hổ bước đến nắm chặt lấy cánh tay Nhi kéo đi. Tôi đã nói là không phải tôi mà. Nhi gắt lên rồi hất tay người phụ nữ kia ra. Mặc dù nghèo nhưng cô dặn lòng sẽ không bao giờ làm ra những chuyện trái với lương tâm. Cô sẽ không bao giờ ăn cắp, không bao giờ làm những chuyện dơ bẩn như vậy. Nhưng chiếc ví nằm trong túi cô, cô có muốn chối cũng không được. Đưa lên công an đi, loại này phải để pháp luật trị. Đúng đấy, thành niên sức dài vai rộng, không đi làm ăn đàng hoàng lại ăn cắp ăn trộm nhìn cũng xinh xắn mà lại là loại trộm cắp mọi người xung quanh không ngừng mắng chửi nhi họ nói cô là kẻ ăn cắp ngay cả người chủ đi bên cạnh cô cũng không tin tưởng cô bà ta bỏ đi để lại một mình nhi bơ vơ đứng đó nhi uất ức đến bật khóc mặc dù bản thân không làm nhưng với tình hình hiện tại thì những lời giải thích của cô chỉ là vô nghĩa đúng là loại mất dạy, bố mẹ mày không dạy mày cách sống à? Sao lại để mày ra đường ăn trộm ăn cắp như này? Giờ thì đi theo tao lên công an, xem mày còn ra mồm được không?" Người phụ nữ bị mất ví không ngừng buông những lời cay nghiệt chửi mắng nhi. Cô gái này không ăn cắp. Từ đằng sau, một người phụ nữ quý phái và giàu có bước lên, đó là bà Tuyết. Bà ra mặt bảo vệ cho Nhi, bà là người duy nhất trong số những người ở đây tin rằng cô không ăn cắp. Sao chị lại khẳng định như vậy? Chị đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa Trông ngây thơ thế thôi Nhưng là cáo đấy Một người phụ nữ trong số những người ở đó Bất ngờ lên tiếng Tôi có bằng chứng Khẳng định cô ta không ăn cắp Nói xong Bà Tuyết đưa cho bảo vệ một chiếc điện thoại Trong đó là đoạn video Bà tình cờ quay được ban nãy Người lấy chiếc ví kia Chính là một tên đàn ông Mặc chiếc áo đen khi nãy Đứng đằng trước nhi trong quầy thanh toán anh ta nhân lúc mọi người đang xếp hàng, không chú ý, đã luồn tay lấy đi chiếc ví trong túi của người phụ nữ trước mặt. Đến khi người phụ nữ phát hiện đòi khám xét, thì hắn ta đã tiện tay bỏ vào chiếc giỏ của Nhi. Chính vì vậy, tất cả mọi người mới thấy chiếc ví đó nằm trong túi Nhi. Thấy mọi chuyện đã sáng tỏ, tên đàn ông kia đã biến mất không thấy đâu, cũng chẳng còn gì để xem. Xung quanh ai nấy cũng dần quay người bỏ đi, họ coi như nãy giờ chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ừ, coi như là hiểu lầm đi. Người phụ nữ kia nói, rồi cầm lấy chiếc ví của mình, quay người bỏ đi. Đứng lại, bà Tuyết cất tiếng nói. Còn chuyện gì nữa? Người phụ nữ gắt lên. Sao lại coi như hiểu lầm? Bà giết người xong. Bà có nói với cảnh sát là bà giết người cơ nhầm không? Thế giờ muốn gì? Quay lại, xin lỗi cô gái này. Cô ta còn chưa kiện bà về tội vu khống là còn may cho bà đấy. Bà là ai? Tại sao tôi phải xin lỗi nó? nhìn thấy thái độ khiêu khích hống hách của người phụ nữ trước mặt nó làm cho bà tuyết tức giận trên đời này bà ghét nhất loại người cậy quyền cậy thế ỷ có chút tiền muốn sỉ nhục người khác như nào cũng được muốn biết tôi là ai à thế thì để tôi giới thiệu tôi là mai tuyết chủ tịch tập đoàn thiên hạo sao như thế đã đầy đủ thông tin chưa nghe đến cái tên mai tuyết người phụ nữ bắt đầu run lên, khuôn mặt hoảng hốt, miệng lắp bắp, nói không thành tiếng. Là, là, là bà sao ạ? Tôi xin lỗi, tôi có mắt cũng như mù, tôi thành thật xin lỗi. Danh tiếng của bà Tuyết trong thành phố này, không ai là không biết đến. Và lại, chồng của người phụ nữ kia là một doanh nhân nhỏ, nếu không may chọc giận bà thì có lẽ... Chồng cô ta chắc chắn không còn con đường sống được trên thương trường. Người cô cần xin lỗi, là người con gái bên cạnh tôi, đừng tưởng có tí tiền mà coi người khác là rác, trên đời này tôi ghét nhất mấy loại người như thế. Cô gái, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã nghĩ oan cho cô, xin lỗi vì ban nãy cô nói những lời hơi khó nghe, cô tha lỗi cho tôi nhé." Người phụ nữ nhanh chóng đi lại chỗ mà Ngọc Nhi, bà ta chợt quỳ xuống, nắm lấy bàn tay của Nhi rồi khẩn thiết cầu xin sự tha thứ. Nếu ban nãy bà ta hống hách bao nhiêu thì bây giờ trông bà ta lại hèn mọn và nhục nhã bấy nhiêu, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Được rồi, bà đứng lên đi." Ngọc Nhi cất tiếng nói. Mặc dù ban nãy bà ta sỉ nhục cô đến thậm tệ, chửi cô là loại ăn cắp, loại vô học, nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là hiểu lầm, cô chọn cách tha thứ cho bà ta và không muốn làm to mọi chuyện. Sau khi nhận được sự tha thứ của Nhi, người phụ nữ kia khép nép, cúi mình xin phép bà Tuyết rồi mau chóng ra về. Bà xong chưa? Chúng ta về được chưa? Quản gia Kim từ đằng xa xuất hiện cất tiếng hỏi. Vì thấy bà Tuyết vào cũng lâu rồi mà không thấy ra, ông tưởng bà có chuyện gì nên mau chóng chạy và xem thử. Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi. Hoàn đã. Khi đang chuẩn bị bước lên xe thì ở phía sau một cô gái vội vàng chạy tới. Có chuyện gì thế?" Bà Tuyết cất tiếng hỏi. "Tôi cảm ơn ạ, à. cảm ơn vì lúc nãy bà đã ra tay giúp tôi, nếu không tôi không biết phải làm sao nữa." "Không sao, chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy thôi." Nghe đến đây, Ngọc Nhi bất ngờ bật khóc, hỏi ra mới biết cô xúc động bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ai đối tốt với cô như vậy. Từ bé, cô đã là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, sống trong cô nhi viện. May mắn được một gia đình nhận nuôi khi cô lên 10 tuổi, tưởng rằng khi đó cuộc đời sẽ được sống trong sung sướng với đầy đủ tình yêu thương. Nhưng chớ trêu thay, gia đình nhận nuôi cô thực chất không hề yêu thương cô. Kể từ khi bọn họ sinh được cho mình những đứa con ruột thì hát hủi và ruồng bỏ cô, thậm chí là đánh đập đến tàn nhẫn. Sau này, khi đã lớn lên một chút, cô gái đó đã bỏ nhà đi lang thang khắp nơi nếm trải đủ tất cả những đáng cay của cuộc sống chắc có lẽ vì thế mà cô trở nên gai góc cứng cỏi và cô đôi lúc lì lợm ngang bướng lấy lại bình tĩnh như lúc này bắt đầu cất tiếng hỏi từ xưa đến giờ tôi không bao giờ muốn nợ ai cái gì đặc biệt là ân tình ngày hôm nay bà giúp tôi coi như tôi đã nợ bà bây giờ bà cần tôi giúp gì tôi sẽ cố gắng hết sức nếu như việc đó nằm trong khả năng của tôi thái độ thẳng thắn của nhi khiến bà tuyết thích thú tính cách và con người cô giống hệt như bà hồi còn trẻ cô nghĩ cô giúp được gì cho tôi bà tuyết cất tiếng hỏi trên gương mặt nở một nụ cười bí hiểm bất kỳ điều gì bà muốn nghe câu trả lời của nhi bà tuyết bật cười thành tiếng trả lời hay lắm được tôi cũng đang cần tìm một người có đủ bản lĩnh để giúp tôi làm chuyện này vào trong xe đi rồi chúng ta nói chuyện Dứt câu, bà Tuyết mở cánh cửa xe ra, sau đó cùng với Nhi bước vào bên trong. Tôi đang cần tìm một người có đủ khả năng giúp con trai tôi trở về với giới tinh thật của nó. Công việc rất đơn giản, chỉ cần tiếp cận khiến cho nó thích cô. Trong vòng 5 tháng, tôi sẽ trả cho cô 500 triệu. Sao? Cô làm được chứ? Nói xong, bà Tuyết đưa mắt nhìn về phía cô. Con số 500 triệu quả thật rất lớn. Nó là cả một gia tài đối với cô. Ngay lập tức, Nhi liền trở nên suy tư Cô không biết phải giải quyết thế nào cho mới đúng Vừa mới ban nãy Cô còn đòi trả ơn cho bà ta Vậy mà bây giờ Sau khi nghe thấy cái giá phải trả Nó khiến cho Nhi trượt lưỡng lự Suy nghĩ xong chưa Bà Tuyết cất tiếng hỏi Thôi được rồi Sau một lúc đắn đo Cuối cùng cô cũng đã đồng ý Bởi vì bây giờ cô cũng chẳng có gì để mất Coi như chơi một trò chơi đánh cược một ván bài và cũng coi đây là một cách cô trả món nợ ân tình cho bà Tuyết. Sau đó cô sẽ có một khoản tiền lớn để sống. Được tôi đồng ý. Trước câu trả lời của cô, bà Tuyết khẽ mỉm cười. Bà đưa cho cô một xếp tiền cùng với một tờ danh thiếp của mình. Đây là tiền tạm ứng của cô. Khi nào bắt đầu tôi sẽ liên lạc với cô sau. Và rồi sau câu nói của bà Tuyết, cô mở cửa bước xuống xe vội vàng rời đi khỏi tầm mắt của bà ngay sau khi cô gái đó rời đi ông kim liền cất tiếng hỏi sao bà lại tin tưởng cô ta nhỡ cô ta cầm tiền đi luôn thì sao nghe thấy câu hỏi của ông kim bà tuyết chợt mỉm cười anh thấy tôi đã bao giờ làm việc mà không chắc chắn chưa yên tâm đi một khi con bài đã nằm trong tay tôi thì sẽ không cách nào thoát ra được đâu nhưng tại sao bà lại chọn cô ta bà nghĩ với một người như cô ta có thể làm thay đổi được cậu chủ sao từ trước đến giờ bà chưa bao giờ làm việc mà không tính toán trước cũng giống như những gì bà làm thì đều sẽ có lý do của nó. Nếu biết có được hay không thì phải thử, bà đáp. Người con gái kia cũng không phải ngẫu nhiên được bà lựa chọn, mà hóa ra sau khi nghe thấy cô từng sống trong trại trẻ mộ côi nơi bà đang làm từ thiện, biết được tên cô, để ý thế viết bớt trên tay cô, bà đã nhận ra cô là đứa bé năm đó mà bà đã từng gặp. Khi đó, bà đi làm từ thiện nhìn thấy một đám trẻ con đang chơi đùa trong số đó có ba đứa không may khi chạy bị vấp ngã hai đứa khóc om sòm còn lại duy nhất một mình cô không hề khóc mặc dù bị ngã rất đau máu dưới chân chảy ra rất nhiều nhưng đối với một đứa trẻ sự cứng cỏi và lì lợm đó khiến bà cảm thấy ấn tượng nó cũng là lý do để bà chọn lựa cô giúp con trai mình trở về với giới tính thật của nó vào đi, bà chủ đang chờ cô ở trong nhà đấy Ông Kim cất tiếng nói Đi theo sau ông, lúc này chính là Ngọc Nhi Người con gái lần trước bà Tuyết gặp ở siêu thị Ngay khi bước đến cánh cửa Cô bị choáng ngợp trước sự xa hoa và lộng lẫy Căn nhà rộng lớn với những đồ vật giá trị Cô thẩm nghĩ đúng là nhà giàu Không có gì ngoài tiền Chiếc bình hoa trên bàn kia Tính ra cũng đủ cho cô sống vài năm còn chưa kể đến những món đồ xa xỉ khác đến rồi à người phụ nữ trong nhà cất giọng nói vâng thưa bà phải đó chính là bà tuyết bà đã ngồi đây đợi cô nãy giờ vừa nhìn thấy nhi bước vào bà liền ra hiệu cho cô tiến lại gần chỗ mình rồi cất tiếng nói từ hôm nay cô sẽ bắt đầu làm việc của mình lát nữa sẽ có người dẫn cô lên phòng nếu cần gì thì cứ nói với quản gia kim ông ấy sẽ giúp cô nói xong bà tuyết đứng dậy rồi quay người bước đi bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình cô đứng đó không gian rộng lớn và xa hoa khiến cô cảm thấy bị choáng ngợp cô không biết mình phải làm gì tiếp theo khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên có một cô gái xuất hiện phía sau chào cô mời cô đi theo tôi ngay sau đó cô gái ấy dẫn cô đến một căn phòng đó chính là căn phòng mà bà tuyết đã sắp xếp dành riêng cho cô Bước vào bên trong, đó là một căn phòng rộng lớn. Trên bàn là những bộ trang sức đắt tiền, những chiếc túi hàng hiệu hay những bộ quần áo lộng lẫy xa xỉ cũng được bà Lục chuẩn bị một cách chu đáo. Cô nghỉ ngơi đi, tôi xin phép đi trước. Nói xong, cô gái kia rào bước ra ngoài. Giờ chỉ còn một mình Nhi ở trong căn phòng rộng lớn. Cô thoải mái nằm xuống chiếc giường bên cạnh, hít hà, mùi hương trên chiếc chăn mới tinh, mềm mượt cô thầm nghĩ người giàu sống sướng thật suốt hai mươi mấy năm nay đây là lần đầu tiên cô được nằm trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng to lớn đến như vậy mọi thứ đến quá nhanh nó khiến cô không thể nào thích nghi kịp một lúc sau do tính tò mò nên nhi đã mở cửa bước ra ngoài cô đi dọc dãy hành lang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh cô muốn biết rốt cuộc căn nhà này rộng lớn đến mức nào Đấy là ai nhỉ? Không biết nữa, nhưng thấy bà chủ tiếp đón cô ta nhiệt tình lắm. Ê, hay là vị hôn thê của cậu chủ? Điền à? Nhìn cô ta thế kia, lấy tư cách gì đi bên cạnh cậu chủ chứ? Lấp sau bức tường, như nghe được hết những lời bàn tán của mấy người giúp việc trong nhà. Đa số họ, ai cũng thắc mắc và tò mò về sự xuất hiện của cô. Thôi, mang cái này vào phòng cho cô ấy đi nghe thấy có người chuẩn bị đi đến tìm mình, Nhi vội vàng quay trở lại. Nhưng căn nhà quá rộng lớn mà cánh cửa phòng nào cũng giống nhau. Cô không tài nào nhớ nổi căn phòng mình ở ban nãy là phòng nào. À đây rồi, Nhi chợt thốt lên. Cô không nhầm. Ban nãy khi bước vào phòng, trước cửa phòng có đặt một chậu cây kim tiền hình như chính là nó. Không suy nghĩ nhiều, cô đẩy cửa bước vào một cách không ngần ngại. Nhưng khi cánh cửa mở ra, Như chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Căn phòng này nhìn có vẻ khác với căn phòng ban nãy, nó mang màu sắc ảm đạm và lạnh lẽo hơn. Chiếc đàn guitar được đặt ở góc trái, những bức ảnh và âm nhạc được treo đầy trên tường. Đang suy nghĩ chưa kịp phản ứng, bỗng từ đằng sau, một người đàn ông bước ra từ phòng tắm trên người chỉ quấn đúng một chiếc khăn để lộ ra thân hình săn chắc cùng làn da hơi ngâm đen hắn ta nhìn về phía cô đầy ngạc nhiên khuôn mặt lạnh như băng giọng nói tràn đầy sát khí cô là ai sao lại vào phòng của tôi tôi nhị bỗng trở nên lắp bắp bây giờ cô đã nhận ra bản thân đã vào nhầm phòng vì quá xấu hổ nên cô định quay người bỏ chạy đứng lại đấy Người đàn ông kia bỗng quát lên, làm cô giật bắn mình, chỉ là nhầm lẫn chút thôi mà, có gì mà anh ta phải làm quá lên như vậy? Tôi nhầm phòng, tôi xin lỗi. Nói rồi, cô định quay người bỏ đi một lần nữa thì đâu đó có bàn tay đã kéo cô ngược trở lại, hắn gần giọng quát lớn, tôi hỏi cô là ai? Nhìn khuôn mặt dữ dằn của anh ta lúc này, Nhi cảm thấy có chút sợ hãi, cô không biết phải giải thích làm sao, chẳng lẽ lại nói rằng cô là người bà Tuyết thuê về để quyến rũ con trai bà ta. Không được, không thể trả lời như thế được. Thành, khi đang trong không khí căng thẳng, chợt ở đâu đó cô nghe thấy giọng của bà Tuyết. Thì ra người đàn ông trước mặt cô là Thành, đứa con trai mà bà Tuyết đã nhắc đến. Trông anh ta có vẻ cao giáo, đẹp trai, thân hình thì săn chắc, vậy lại mang giới tính thứ ba, đúng là phí phạm mà sau khi nghe thấy tiếng mẹ gọi thành liền bỏ cánh tay nhi ra anh tiến đến chiếc tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi đi vào bên trong phòng tắm nhìn thấy anh ta đã đi nhi nhanh chóng bỏ chạy vì nếu mà cô còn ở đây một lát nữa anh ta ra ngoài cô sẽ lại phải đối mặt với sự chất vấn cùng khuôn mặt lạnh như băng của anh ta còn đây rồi đi xuống đây mẹ có chuyện gì muốn nói với con từ trên lầu thành bước xuống anh tiến lại gần chỗ mẹ Rồi đặt người ngồi xuống chiếc ghế sofa Có chuyện gì vậy mẹ Thành cất giọng hỏi Đây là Nhi Từ giờ Nhi sẽ sống ở đây với chúng ta Và nó sẽ là vị hôn thê của con Hai đứa làm quen đi Lời bà Lục nói ra Khiến cho Thành bất ngờ Anh đưa mắt nhìn qua người con gái bên cạnh Rồi lại quay ra nhìn mẹ Mẹ bắt con phải lấy loại người này và làm vợ à Câu hỏi của Thành Khiến cho bà Tuyết cảm thấy khó hiểu Chẳng lẽ anh có quen biết với Nhi tại sao ngay từ lần đầu gặp anh ta lại gọi cô là loại người này con biết con bé sao à không con không biết vậy thì con không được nói người khác như vậy nhi là người tốt con cứ tiếp xúc với con bé đi rồi con sẽ thích thôi nói xong bà tuyết quay ra cầm lấy tay nhi rồi nở một nụ cười thân thiện sau ngày hôm đó nhi chính thức về sống chung với gia đình bà tuyết theo như hợp đồng trong vòng 5 tháng, cô sẽ phải khiến cho Thành thích mình, làm cho anh ta từ cong thành thẳng. Chỉ có như vậy, cô mới nhận được 500 triệu từ bà Tuyết. Sáng ngày hôm sau, Nhi bắt đầu với kế hoạch của mình, là một người ra đời từ sớm, nếm trải đủ những đắng cay của cuộc đời. Cô học được một chút lươn lẹo và mánh khóe. Tôi vào được không? Nhi tiến đến gõ cửa phòng của Thành, một lần, hai lần, vẫn không có ai trả lời ngay lập tức cô tự mở cửa bước vào, nhìn thấy Thành đang cầm cây đàn guitar, ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ. Cô liền nhẹ nhàng tiến lại gần, tôi có mang nước cam cho anh này, anh uống đi. Vừa nhìn thấy Nhi, ngay lập tức Thành tỏ ra tức giận, anh quát lớn vào mặt cô, ai cho cô vào đây, cút ra ngoài. Sự thô lỗ và cọc cằn của anh khiến cho Nhi cảm thấy khó chịu. Nếu như không phải, cô đã nhận tiền của mẹ anh thì có chết cô cũng không thèm tiếp cận với loại người như anh. Nút cơn giận xuống, Nhi cất một giọng nói nhẹ nhàng. Anh cũng biết đàn à? Anh có thể đàn cho tôi nghe một bài được không? Tôi bảo cô cút ra ngoài, điếc à? Thành trợn mắt rồi nhìn về phía cô. Nhưng Nhi vẫn giả vờ như không nghe thấy. Cô đặt ly nước cam xuống dưới bàn rồi từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn anh thế này mà lại thích đàn hát sao? Tôi tưởng người như anh chỉ biết công việc thôi chứ. Vừa dứt câu, cô liền bị Thành kéo thẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, coi như bước đầu thất bại. Anh ta đúng là một người khó ưa và hắc dịch, thôi thì vì tiền nên cô sẽ phải cố gắng tìm cách khác vậy. Vĩ Thành, ở dưới nhà, giọng một người đàn ông vang lên, nghe thấy có người gọi mình, ngay lập tức anh ta từ trong phòng chạy ra. Khuôn mặt trở nên vui vẻ Khác hẳn với ban nãy Khi nói chuyện với cô Khôi sao cậu lại đến đây Tôi tiện đường nên mang cho cậu ít bánh Sao mấy ngày nay không thấy cậu À dạo này tôi hơi bận Thôi đừng đứng đó Lên đây rồi chúng ta nói chuyện Nói rồi Thành kéo lấy tay khôi bước lên trên phòng Khi đến nơi thì đụng mặt với Nhi Nhìn thấy có người phụ nữ lạ trong nhà Khôi liền thắc mắc Ủa ai đây Người làm mới Cậu đừng quan tâm Thôi vào đây chúng ta nói chuyện Hóa ra kia là người tình của anh ta sao hỏi tại sao anh ta lại không thích con gái tiếp xúc với phụ nữ thì tỏ ra thô lỗ cọc cằn còn tiếp xúc với đàn ông lại biến thành một con người vui vẻ nhiệt tình đúng là cô thật điên khi mới nhận lời giúp bà tuyết khoảng một tiếng sau nhi vẫn không thấy hai người họ bước ra ngoài sự tò mò đã lôi kéo cô đến bên căn phòng của thành ghé vào bên trong cô không hề nghe thấy bất kỳ một động tĩnh nào nhi thầm nghĩ quái lạ tại sao hai người đấy làm gì mà lâu thế sao mình lại không nghe thấy gì nhưng cô đâu có biết những căn phòng trong nhà bà tuyết đều là phòng cách âm cô muốn nghe lén cũng là điều vô cùng khó khăn dầm cánh cửa bất chợt mở ra nhi đứng không vững liền ngã nhào xuống đất ngước mắt lên cô thấy hai người đang đứng nhìn chằm chằm về phía mình thành cất giọng hỏi cô làm cái trò gì thế Nhi ngại ngùng rồi nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã vừa rồi. Cô bất xác nở một nụ cười thật tươi, khuôn mặt có chút đỏ lên vì xấu hổ. Cô vội vàng tìm lý do để đối phó. Tôi nhầm phòng, xin lỗi đã làm phiền, hai người làm gì thì cứ tiếp tục đi. Nói xong, Nhi liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó, để lại sự tò mò, khó hiểu cho cả hai chàng trai kia. Rốt cuộc, câu cô nói là có ý gì? Cô nghĩ nãy giờ họ đang làm gì trong phòng sao? Cô gái kia đáng yêu nhỉ Khôi bất ngờ bật cười rồi cất giọng nói Thì ai cũng nghĩ tôi với cậu yêu nhau mà Cô ta cũng không phải là người đầu tiên Chỉ là nghĩ thôi sao Khôi ngập ngừng đáp Ý cậu là sao Thành nhăn mặt nhìn về phía anh Bằng ánh mắt khó hiểu à, Không có gì tôi đùa thôi mà Muộn rồi tôi về trước đây Ok cậu về cẩn thận nhé Nói xong Khôi cũng vội vàng bước ra về Một tháng sau Hôm nay cũng là tròn một tháng. Nhi ở nhà bà Tuyết, nhưng một tháng vừa qua, cô đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể nào làm thay đổi được thái độ của Thành dành cho cô. Cô lên gọi Thành xuống cơm đi. Bà Tuyết cất giọng nói. Nhi từ từ bước lên lầu, tiến đến phòng của Thành. Cô khẽ gõ cửa, nhưng cũng giống như mọi lần, anh ta chẳng thèm trả lời. Không đủ kiên nhẫn, cô liền đẩy cửa bước vào bên trong. Anh xuống ăn. À cảnh tượng trước mặt làm cho Nhi hét lớn lên. Thì ra, cô vào đúng lúc mà Thành đang thay đồ, khác với lần trước. Lần này, anh ta không hề mặc gì trên người. Nhìn thấy Nhi bất ngờ xông vào, Thành ngại ngùng, nhanh tay vớ lấy chiếc chăn bên cạnh, cuốn lên người, rồi thẹn quá hóa giận, quát lớn vào mặt cô. Ai cho cô vào đây? Mẹ anh bảo tôi lên mời anh xuống ăn cơm. Nhi ngập ngừng đáp, xuống trước đi. Sau câu trả lời của anh, Nhi cũng nhanh chóng bước ra ngoài nhưng đi đến gần cánh cửa chợt cô đứng sững lại hình như cô có chuyện gì đó thì phải sao sao còn chưa đi nữa thành quát lên à tôi tôi có chuyện muốn hỏi anh nói người đàn ông mấy lần đến đây gặp anh là người yêu của anh à câu hỏi bất ngờ của nhi làm cho anh không kịp phản ứng nhưng rồi sau đó anh nở một nụ cười đầy bí hiểm tiến lại gần cô ý cô là sao anh không thích phụ nữ là thật à tôi thích ai là việc của tôi liên quan gì đến cô thành nghiêm mặt đáp thì tôi chưa hỏi thế thôi vì mẹ anh đã chọn tôi làm con dâu làm vợ tương lai của anh rồi nên tôi cũng có quyền được biết chồng mình là người như thế nào chứ nhưng mà không sao tôi cũng không có ý kỳ thị mấy người như anh đâu cứ sống đúng với chính mình là được nói rồi nhi định quay người bước đi thì bị thành kéo lại anh ta đẩy cô xuống giường, rồi bất ngờ đè lên trên người cô. Hắn ghé sát vào tay cô và nói bằng giọng thì thầm. Cô cũng muốn thử xem tôi có thích phụ nữ không hả? Nói rồi, Thành lấy tay định cởi đi cúc áo trên người Nhi ra thì bị cô nhanh tay giữ lại. Tim cô bây giờ đập rất nhanh, khuôn mặt thì đỏ bừng lên, cô lắp bắp nói không thành tiếng. Anh, anh bị điên à? Nhi không ngờ rằng anh ta có thể hành động táo tợn đến như vậy con người này đúng thật là khiến người ta phải khó hiểu rốt cuộc thì giới tính của anh ta là như thế nào nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nhi thành chợt bật cười thì ra nãy giờ anh chỉ muốn dọa cô một chút thôi trông cô như thế anh không nghĩ rằng cô lại yếu đuối đến thế thành đứng dậy đẩy cô ra anh cất giọng nói đừng tưởng tôi không biết cô là ai và cô tiếp cận tôi có mục đích gì lời nói của anh khiến cho nhi khẽ giật mình anh nói thế là sao ạ tôi không hiểu anh đang nói gì cô đừng có giả vờ bộ cô không nhận ra tôi là ai à chẳng có lẽ thành đã biết được mọi chuyện sao biết rằng mẹ anh ta thuê nhi về để tiếp cận và làm cho anh ta trở về với giới tính thật nếu như vậy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ bung bét hết và cô sẽ không nhận được bất kỳ một đồng xu nào từ bà tuyết ý anh là gì Cô còn nhớ hôm ở quán bar MGK không? Tôi là người đã cứu cô thoát khỏi tay gã đàn ông đó. Cô không những không cảm ơn mà còn quay người bước đi như không hề quen biết. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nhận ra cô, nhưng tôi lại không muốn vạch trần. Tôi muốn xem cô diễn như thế nào, một người con gái quán bar lấy tư cách gì mà đòi làm vợ tôi? Cô mơ à? Sau khi nghe thấy những lời nói của Thành, cô mới nhớ lại mọi chuyện. Thảo nào, ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã thấy anh có chút quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ ra anh là ai anh thì ra anh nghĩ tôi là gái quán ba thôi à chứ không phải như khẽ gập ngừng không phải gì chẳng lẽ ngoài làm gái quán ba ra cô còn làm ra những chuyện xấu hổ gì nữa à loại con gái chơ chẽn tôi sẽ phải nói cho mẹ tôi biết rằng cô đã lừa dối bà ấy như thế nào để xem cô có còn được làm con dâu của bà nữa không xin anh mà đừng có làm thế Nhi giả vờ diễn trước mặt Thành, cô cố tình tỏ ra đáng thương để cho Thành tin rằng mẹ anh bị cô lừa là cô cố tình tiếp cận anh. Chứ nếu để lộ ra bà Tuyết đã thuê cô, chắc chắn anh ta sẽ phát điên lên vì tức giận và số tiền 500 triệu kia cũng không cánh mà bay. Thôi được rồi, cô xuống nhà trước đi. Dứt câu, Nhi cũng quay người lặng lẽ bước ra ngoài. Hôm nay là một ngày cuối tuần như lang thang một mình trên những con phố lấp lánh ánh đèn, hòa vào dòng người đông đúc, cô tự cảm thấy bản thân lẻ loi và cô độc. Thẫn thờ ngồi xuống hàng cấy đá ven đường, Nhi nhớ lại ngày xưa, ngày mà cô còn ở trong cô như viện, mặc dù hơi thiếu thốn và khổ cực một chút, nhưng ở đó cô luôn cảm nhận được tình yêu thương của mọi người. Cô nhớ các sư thầy, nhớ cái mai hương, nhớ thẳng minh trí, cô nhớ mọi người, từ hồi theo cha mẹ nuôi ra Hà Nội sinh sống, cô chưa một lần được trở về thăm mọi người bởi vì không có tiền nên việc đi lại đối với cô rất khó khăn. Cô thẩm nghĩ nếu như lần này mọi việc diễn ra suôn sẻ, cô lấy được tình cảm của Thành thì chắc chắn số tiền 500 triệu kia, việc đầu tiên cô làm đó là trở về cô Nhi thăm các sư thầy. Khi đang mải mê chìm trong những dòng suy nghĩ thì đột nhiên trời bắt đầu đổ cơn mưa cơn mưa đến một cách bất chợt và ào ạt giống như cái cách mà khó khăn ập đến với cô không có sự báo trước nào nhanh lên mưa rồi dòng người hối hả ngược xuôi họ chen lấn xô đẩy nhau để tìm một nơi trú ẩn những cặp tình nhân vui vẻ dắt tay nhau chạy dưới làn mưa hay những gia đình vội vàng tìm một quán ăn nào đó trú tạm phía bên kia đường người qua kẻ lại tấp nập ai cũng vội vàng chạy thật nhanh về nhà Nhìn thấy ai cũng có cho mình những người thân, người bạn, Nhi lại cảm thấy có chút chạnh lòng, nhắc mới nhớ, trên đời này, ngoài những người thân ở cô nhi viện ra thì cô không có bất kỳ một người thân nào khác, thậm chí đến cả một người bạn cũng không. Thành phố rộng lớn đến như thế, nhưng một mình cô vẫn ôm trọn nỗi cô đơn và rồi, cô đã khóc. Nước mắt hòa cùng những giọt mưa Nhi Lê theo từng bước chân nặng nề đi vào hướng chạm rừng xe buýt trước mặt. Đã từ lâu lắm rồi, cô không yếu lòng đến như vậy. Kể từ ngày chạy trốn khỏi nhà cha mẹ nuôi, Nhi phải một mình bươn trải, cô làm đủ mọi công việc, từ lao công, phục vụ cho đến tiếp rượu quán bar. Không việc gì là cô chưa từng làm, nếm đủ mọi đắng cay, gặp đủ những loại người. Sương xó cuộc đời đã biến một người con gái nhỏ bé trở thành gai góc và cứng cỏi. Em gái, đi đâu vậy? Trời bây giờ cũng khá tối, vì mưa nên đoạn đường càng trở nên vắng vẻ, một mình cô đứng đợi xe bít bất chợt ở đâu đó, một tên đàn ông khoảng chừng ngoài 30 tuổi, trên người tỏa ra một mùi men rượu nồng nặc, hắn tiến đến lại gần chỗ cô rồi cất lên giọng nói trêu đùa. Sao đứng một mình thế này, đi chơi với anh đi, cút ra chỗ khác. Nhi quát lớn thái độ dứt khoát cùng với sự cứng cỏi của cô càng khiến cho tên đàn ông kia trở nên thích thú anh ta càng lúc càng sát lại gần cô hơn đưa đôi bàn tay của mình lên động vào bờ vai cô ngay lập tức nhi hất cánh tay hắn ra rồi tát thẳng vào mặt hắn một cái thật đau cút ra chỗ khác như bị động và máu điên tên đàn ông kia trở nên hung dữ trước cái tát của uyển nhi men rượu đã biến hắn trở thành một con sói hung dữ hắn lao đến túm lấy tóc cô đôi mắt trợn tròn nhìn thẳng vào phía nhi còn chó này mới đánh ai rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à nói xong hắn kéo lấy tay cô hai người rằng co mất một lúc đến khi hắn định ra tay đánh cô thêm lần nữa thì đột nhiên một chiếc xe ô tô bỗng dừng lại cửa kính xe hạ xuống bên trong là hai người đàn ông ngay tại thời điểm đó nhi như nhìn thấy sự sống cô la lên trong sự sợ hãi anh thành cứu tôi cứu tôi thì ra người đàn ông trong xe kia là thành và khôi hôm nay hai người đi cùng nhau tình cờ thấy bóng dáng ai trông giống nhi anh bèn dừng xe lại để xác nhận hóa ra anh không sai người con gái đó chính xác là nhi cứu cứu tôi Nhi tiếp tục la lên, tưởng rằng lúc này Thành sẽ mở cửa bước xuống và dạy cho tên biến thái kia một bài học, giải cứu Nhi. Nhưng mọi chuyện đã không như vậy, nhìn thấy Nhi gặp chuyện mà anh ta chẳng thèm quan tâm, Thành kéo cửa kính xe lên, rồi đạp ga phóng đi mất. Giây phút nhìn thấy anh ta rời đi, Nhi như rơi xuống vực thẳm, tia hy vọng duy nhất của cô cuối cùng cũng bị dập tắt. Tại sao anh ta có thể tàn nhẫn và máu lạnh đến như vậy Rốt cuộc anh ta có là con người không? Nhì hận không thể chạy đến Mà xé xác thành ra hàng trăm mảnh Sao cậu lại không giúp cô ấy? Ngồi trong xe Khôi tức cất tiếng hỏi Bởi vì từ xưa đến nay Thành vốn không phải là loại người vô tình đến như vậy Sao hôm nay Khi nhìn thấy người khác gặp chuyện Anh lại có thể ung dung bỏ đi Mà không thèm quan tâm Kệ cô ta đi cô ta không yếu đuối đến mức bị người khác bắt nạt đâu. Chẳng qua là cô ta đang làm trò thôi, chứ tôi lạ thừa gì mấy loại người đấy. Nói rồi, anh ta tiếp tục lái xe. Khoảng 5 phút sau, Thành nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó. Nội dung cuộc trò chuyện đến cả khôi ngồi bên cạnh cũng không nghe rõ. Khoảng một tiếng sau, cánh cổng nhà bà Tuyết từ từ được mở ra. Cuối cùng, Nhi cũng đã về. Cô lê theo thân thể mệt mỏi, bước lên trên phòng từ trên lầu một ánh mắt nhìn xuống ánh mắt đó đang dõi theo cô từng cử chỉ và bước chân về rồi đấy à chính ra cô cũng không yếu đuối nhỉ từ trong phòng thành bước ra và chạm mặt với nhi anh cất những câu nói châm chọc cùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía cô trong mắt anh cô cũng chỉ là một đứa con gái quán ba hư hỏng không hơn không kém hà cớ gì mà phải tỏ ra thanh cao yếu đuối tại sao anh lại bỏ đi tại sao lúc đó anh không giúp tôi Nhi nghẹn ngào nói trong nước mắt nước mắt của sự uất hận và tủi thân chẳng có lẽ cô tệ đến vậy sao chẳng có lẽ anh ghét cô đến mức thế sao sao tôi phải giúp cô thành cất giọng trả lời lời nói của anh như một mũi sao đâm thẳng vào trái tim cô đúng là anh không có nghĩa vụ phải giúp cô không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ người khác vì sự giúp đỡ nó xuất phát từ trái tim từ lòng thương người từ sự cảm thông và thấu hiểu giữa con người với con người nếu như anh cảm thấy cô không xứng đáng được giúp đỡ thì cũng không sao cô sẽ chấp nhận đúng tại sao anh phải giúp tôi nói rồi nhi khẽ mỉm cười và từ từ bước vào trong phòng vừa vào đến nơi cô đã vội vàng đóng sầm cửa lại lao đến chiếc giường nằm xuống khóc nức nở nếu vẻ ngoài cô mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong cô lại yếu đuối bấy nhiêu sự gai góc mà mọi người vẫn hay thấy chỉ là lớp vỏ bọc giúp che đi những vết thương bên trong con người cô hóa ra khi nãy nhi không hề xảy ra chuyện gì khi bị người đàn ông kia kéo vào một con đường nhỏ ngay lúc ông ta chuẩn bị làm ra những chuyện dơ bẩn với cô thì đâu đó có hai chàng trai đột nhiên xuất hiện họ đánh tên biến thái một trận bầm dập rồi quay người bỏ đi nhi cũng không rõ hai người họ là ai trông có vẻ rất thần bí một tháng sau alo mẹ cho người cầm giúp con tập tài liệu con để trong phòng với Hôm nay, sau khi ra khỏi nhà vì quá vội nên Thành đã để quên tập hồ sơ quan trọng ở trong nhà, anh gọi điện để về nhờ bà Tuyết cho người mang đến công ty gấp. Cô vòng phòng Thành ấy, cầm tập tài liệu màu xanh trên bàn rồi mang xuống đây, sau đó bắt xe mang đến công ty cho nó. Bây giờ tôi còn có việc gấp phải đi. Nói xong, bà Tuyết cùng với quản gia Kim bước ra khỏi nhà, để lại một mình Nhi vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó nghe theo lời bà Tuyết, Nhi bước vào trong phòng anh để tìm kiếm tập tài liệu như lời bà ta nói. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ nhà này hết người làm rồi sao? Tự dưng lại sai cô đi mang tài liệu cho anh ta. Cô đâu phải người ở. Cho tôi hỏi, phòng giám đốc ở đâu? Chị có hẹn trước không ạ? À? Nếu không thì không được vào đâu ạ. À? Tôi mang giấy tờ đến cho anh ấy thôi. Cậu cho tôi vào một lúc rồi tôi sẽ ra luôn. Dạ, thành thật xin lỗi, đây là quy định của công ty. Nếu không hẹn trước sẽ không ai có thể gặp giám đốc đâu ạ." Chàng lễ Tân ái ngại quay qua nhìn Nhi, cô cũng lấy làm bối rối khi không biết phải làm gì tiếp theo. "Cho cô ta vào đi." Giọng nói của một người đàn ông từ đằng sau vọng lại, thì ra đó là Thành, anh tình cờ đi xuống và bắt gặp Nhi đang ở đây. "Đợi tôi với." Nói xong, cô hớt hải chạy theo phía sau anh, rồi cùng anh đi vào thang máy. Anh đưa mắt qua nhìn cô rồi cất lên giọng nói lạnh lùng cô làm gì ở đây tôi đến để đưa tài liệu cho anh mà đưa đây xong thì về đi nói rồi thành giật lấy tập tài liệu trên tay nhi thái độ lạnh lùng và hông hách của anh khiến cô cảm thấy rất tức giận về thì về dầm một tiếng rung lắc lớn vang lên hình như thang máy gặp vấn đề thì phải thấy vậy thành mau chóng đưa tay ra để mở thang máy nhưng không tài nào mở được bây giờ anh và cô đang bị kẹt giữa tầng thứ 9 và 10, lên cũng không lên mà xuống cũng không xuống được. Có chuyện gì thế?" Nhi lo lắng hỏi. "Kẹt thang máy." Thành trả lời. "Vậy phải làm sao?" Không nói gì, Thành nhấc từ trong túi ra chiếc điện thoại và gọi điện cho ai đó. "Alo, cho người đến xử lý giúp tôi, chúng tôi đang bị kẹt thang máy ở tòa C." Nói xong, chiếc điện thoại của anh cũng đúng lúc sập nguồn. Đứng trong thang máy bây giờ chỉ có duy nhất hai người không khí thì càng ngày càng ít đi, họ khó khăn trong việc hô hấp. Khoảng 15 phút, đội cứu hộ vẫn chưa đến, do họ bị kẹt giữa hai tầng nên đội cứu hộ mất rất nhiều thời gian để xác định được vị trí mà cả hai đang đứng. Nếu cứ kéo dài như này, như e rằng cô sẽ phải bỏ cái mạng nhỏ của mình ở đây mất. Sao không có ai đến cứu chúng ta? Phải làm sao đây? Tôi chưa muốn chết đâu. Anh làm gì đấy chứ? Đừng có mà im lặng thế nhi không ngừng kêu than nó khiến cho thành cảm thấy rất khó chịu anh hét lên rồi trừng mắt nhìn cô im mồm đi sau cơn tức giận đó của anh dường như nhi cũng nhận ra mình có hơi nhiều lời nên cô đành im lặng và không nói bất cứ câu nào nữa không khí bây giờ càng ngày càng ít nhiệt độ cơ thể của cả hai cũng tăng lên thành hô hấp trong sự khó khăn, đột nhiên anh ngã khuỵu xuống đất, làm cho Nhi đứng bên cạnh giật mình, vội vàng tiến đến đỡ lấy anh. "Anh sao thế? Anh ổn không?" "Không sao." Thành nói bằng giọng thều thào, "Thì ra là anh bị bệnh tim từ nhỏ, bây giờ lại trong tình trạng thiếu oxy, nó khiến vấn đề hô hấp của anh càng trở nên khó khăn." Nhìn thấy gương mặt thành dần trở nên tái nhợt, đôi môi thâm tím cùng đôi bàn tay run rẩy, nó khiến cho Nhi cảm thấy sợ hãi, cô không biết anh đang gặp phải vấn đề gì, mồ hôi cứ đổ ra ướt hết cả chiếc áo sơ mi. Và rồi, cô nhẹ nhàng rút từ trong túi ra một chiếc khăn, ân cần lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh và dìu anh ngồi xuống tựa vào vai mình. Anh cố lên, sắp có người đến cứu chúng ta rồi vừa nói cô vừa vòng tay ra vỗ về anh như một đứa con nít khoảng tầm vài phút sau do đổ quá nhiều mồ hôi cộng thêm sự lo lắng và thiếu hụt oxy hô hấp thành đã không thể chịu được anh ngã vào trong lòng cô mê man đến bất tỉnh thành anh thành tỉnh lại đi nhi vừa hét vừa lay người anh với khuôn mặt lo lắng cô gọi mãi gọi mãi mà anh vẫn không chịu tỉnh giờ đây hơi thở của anh càng ngày càng trở nên yếu ớt. Nếu cứ thế này, không biết anh ta còn có thể trụ được bao lâu nữa. Không được, mình phải làm gì đó thôi, Nhi thẩm nghĩ. Ngay lập tức, cô nhớ đến những bộ phim mình từng xem về những lần sơ cứu để giành lấy sự sinh tồn. Hít một hơi thật sâu, không suy nghĩ nhiều, Nhi cúi người xuống, ép tim và hô hấp nhân tạo cho anh đôi môi cô chạm vào đôi môi của anh. Đây là lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc thân mật với một người con trai khác giới. Không hiểu vì sao khoảng khắc cô chạm vào anh, tim cô lại đập nhanh đến như vậy. Cái cảm giác khó tả cứ lan tỏa khắp cơ thể cô, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Thanh, cánh cửa thang máy được mở ra. Đội cứu hộ đã kịp thời đến, theo sau đó là Khôi, không biết tại sao anh ta cũng xuất hiện ở đây anh ta lao đến đẩy cô ra rồi ôm lấy thành sau đó thành được đưa lên xe cấp cứu vào bệnh viện để lại một mình nhi với khuôn mặt thẫn thờ bấy giờ ở trong bệnh viện thành cũng đã qua cơn nguy kịch và dần dần tỉnh lại vừa mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy đó chính là khôi kể từ lúc anh xảy ra chuyện khôi không ngừng lo lắng cho anh cậu ta luôn túc trực và không dám rời khỏi anh nửa bước Khôi muốn sau khi anh tỉnh lại Người đầu tiên anh nhìn thấy phải là cậu ta Thành, cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Cô ta đâu rồi? Có sao không? Cậu hỏi ai cơ? Nhi, cô ta đâu rồi? Lời nói của Thành khiến cho Khôi cảm thấy bất ngờ Đã từ bao giờ anh lại quan tâm Nhi đến vậy? Chẳng phải anh từng nói rất ghét cô ta hay sao? Trên gương mặt Khôi thoáng hiện lên nét bối rối Cô ấy không sao, Nghe đến đây, Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh được xuất viện trở về nhà. Hôm nay bà Tuyết đi công tác nên phải mất mấy ngày sau mới quay trở về, chính vì vậy Khôi ngỏ ý muốn ở lại chăm sóc cho anh. "Hay tôi ở lại với cậu được không?" "Không cần đâu, nhà tôi có người giúp việc mà, không cần phiền đến cậu như thế đâu." "Không phiền, tôi quyết định rồi, hôm nay tôi sẽ ở lại đây với cậu." Nói xong, Khôi đứng dậy, cầm lấy chiếc túi đi thẳng lên trên phòng anh do hai người là bạn thân nên việc khôi muốn ở lại cũng không phải vấn đề gì đó quá quan trọng đến sáng ngày hôm sau khôi đã dậy từ rất sớm anh vào bếp nấu ăn và chuẩn bị bữa sáng cho thành anh làm gì ở đây từ trên lầu nhi bước xuống cô lấy làm ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của khôi trong căn nhà này tôi làm gì chẳng lẽ phải hỏi ý kiến của cô sao khôi quay sang nói với cô bằng giọng điệu khó chịu nhưng ngay sau đó Anh thoáng suy nghĩ một chút Thái độ đột nhiên thay đổi À Nhi, cô giúp tôi một chút được không? Nhi ngạc nhiên mà nhìn về phía Khôi Vườn mới ban nãy Cậu ta còn tỏ thái độ với cô Vậy mà bây giờ còn nhờ cô giúp đỡ Chẳng lẽ là do cô nghe nhầm hay sao? Có chuyện gì thế? Nhi cất tiếng hỏi Tôi đang nấu súp cho Thành Nhưng lại mất vị giác Cô có thể nếm thử hộ tôi một chút được không? Nói xong, cậu ta nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng lên múc một chén súp đưa về phía Nhi. Ban đầu cô vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng tiến đến đón lấy chén súp trên tay Khôi. Khi đang định cầm lấy thì bất ngờ cậu ta thả tay ra khiến chén súp đổ thẳng vào chân cô. Chiếc bát rơi xuống vỡ tung tóe. À, anh làm cái trò gì thế? Nhi quát lên, vì quá đau nên cô đã ngồi sụp xuống đất ôm lấy đôi bàn chân đang ửng đỏ của mình. Cô không hiểu là do anh ta cố tình hay là vô ý, nhưng xem cái cách anh ta nhìn về phía cô bằng tất cả sự khiêu khích thì cũng muốn nghĩ tốt cũng không được. Có chuyện gì thế? Thành từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Nhi đang ngồi ôm đôi chân phòng đỏ của mình, anh liền cất tiếng hỏi. "À, không có chuyện gì đâu, Nhi không may làm đổ bát súp tôi nấu cho cậu, để tôi múc lại bát khác." Khôi nhanh nhẩu trả lời, anh nói dối, rõ ràng anh cố tình làm đổ vào chân tôi, Nhi bức xúc quát lên. Cô không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy Rốt cuộc thì cô đã làm gì mà khiến cho cậu ta đối xử với cô như thế Sau câu nói của Nhi Khuôn mặt Khôi trượt hiện lên sự bối rối Cứ tưởng rằng lần này Thành sẽ đứng ra bảo vệ cô Và chất vấn hành động của Khôi Nhưng không, anh ta chẳng hề nói gì Chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng Sau đó quay người bước đi Chính thái độ lạnh nhạt đó lại càng khiến cho Nhi thêm uất ức cô tủi thân mà rơi những giọt nước mắt đôi bàn chân đỏ rát đang không ngừng sưng lên nỗi đau thể xác hòa cùng với nỗi đau tâm hồn cô không hiểu tại sao anh ta lại có thể máu lạnh đến như vậy lỗi là do khôi là người bạn của anh ta gây ra ấy vậy mà cả hai người họ đều không có cho cô nổi một lời xin lỗi cô đã làm gì sai sao cô lại phải ngồi đây mà hứng chịu đựng những sự việc như thế này vì quá tuổi thân nên nhi đã bật khóc rồi chạy một mạch lên lầu cô tìm đến một góc nhỏ của sân thượng nơi mà mọi người không bao giờ lui tới nhi ngồi sụp xuống òa khóc lên như một đứa trẻ không hiểu tại sao hành động lạnh nhạt của thành khi nãy lại khiến cho cô tim cô đau đến như thế đây đâu phải là lần đầu tiên cô bị thương cũng đâu phải là lần đầu tiên cô chịu oan ức nhưng tại vì sao cảm giác ngày hôm nay lại khiến cho cô khó chịu đến như thế này trời chiều dần tắt nắng một mình nhi vẫn cô đơn ngồi đó ngắm nhìn những ngôi nhà ở phía xa lòng cô chợt cảm thấy có chút chua sót những sợi nắng kết thành những sợi tơ mỏng manh như đang cố níu giữ lại cái rực rỡ của một quả cầu đỏ lửa. Mặt trời đang dần nét mình sau lối chân trời mênh mang. Hoàng hôn lúc này thật đẹp, vẹn nguyên và tinh khôi, tựa như một lời ước hẹn cuối cùng. Nhi đứng dậy, gạt đi những dòng nước mắt còn sót lại trên gương mặt nhỏ bé của mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay người bước xuống dưới nhà. Vào tới phòng, Nhi ngạc nhiên khi thấy trên bàn cô là một túi thuốc nhỏ, bên trong có thuốc rửa vết thương, bông băng và cả thuốc trị bỏng. Cô không hiểu tại sao nó lại ở đây và ai là người đã mang nó đến, hay là Khôi, do anh ta cảm thấy có lỗi vì chuyện lúc nãy nên đã cố tình mang thuốc đến cho cô, chắc là như vậy rồi, Nhi thầm nghĩ. Vài ngày sau, đem vứt hết đi, vứt tất cả cho tôi, hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì bà tuyết quay trở về cùng gương mặt tức giận bà sai người đem đến tất cả đồ đạc liên quan đến âm nhạc trong phòng của thành bỏ đi hết cây guitar mãi yêu quý bị bà đập vỡ nát những bức tranh treo tường cũng không được giữ lại đột nhiên khi ấy thành cũng đã quay trở về nhà nhìn thấy tất cả đồ đạc của mình bị gỡ bỏ chiếc đàn yêu quý của anh thì vỡ đôi nằm lăn lóc dưới mặt đất cảnh tượng trước mắt khiến cho anh trở nên tức giận. Anh lao đến, túm lấy cổ áo một người làm, rồi không ngừng hét lớn, các người đang làm cái trò gì thế này. Nghe thấy tiếng la của con trai, bà Tuyết vội vàng chạy lại, nhìn thấy anh đang dần trở nên mất bình tĩnh, bà liền cất giọng nói, con đừng có làm loạn nữa, là mẹ sai bọn họ làm đấy. Sau câu nói của mẹ, Thành có chút sừng sốt, anh không tin mẹ anh lại có thể làm như vậy, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cố gắng giữ bình tĩnh, rồi quay sang hỏi bà Tuyết, "Tại sao mẹ lại làm như vậy?" Câu hỏi và thái độ của anh khiến cho bà Tuyết có chút suy nghĩ, nhưng từ trước đến nay, bà luôn luôn là vậy, một khi bà đã muốn thì sẽ không bao giờ cần quan tâm đến cảm xúc của ai, kể cả người đó là con trai mình, và hôm nay cũng thế, bà biết rằng âm nhạc chính là nguồn sống, là đam mê, là tính mạng của Thành nhưng đến cuối cùng bà vẫn chọn cách phá vỡ đi cái đam mê giết chết đứa con tinh thần của anh vì bà coi đó là những thứ tầm thường vô bổ và viển vông nói đi tại sao mẹ lại làm như vậy chẳng phải mẹ từng hứa với con nếu con chịu theo kinh doanh thì mẹ sẽ không còn ngăn cấm con chơi nhạc nữa sao tại sao mẹ lại nút lời thành quát lên trong sự uất ức đúng mẹ hứa là sẽ không cấm con chơi nhạc nhưng bây giờ con đã vượt qua giới hạn của mẹ. Hôm nay con đi đâu, làm gì, chắc con là người hiểu rõ nhất. Hóa ra, hôm nay nhóm nhạc của Thành được người ta thuê biểu diễn trong một sự kiện ra mắt sản phẩm mới, không ngờ rằng những vị khách trong số đó lại có bà Tuyết. Ngay sau khi nhìn thấy con trai mình đứng trên sân khấu, bà Tuyết cảm thấy rất xấu hổ đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn, vậy mà lại phải đi hát thuê kiếm mấy đồng bạc lẻ. Bà không chấp nhận điều đó, bà coi đó là một sự sỉ nhục lớn đối với bà. Nếu như chuyện này không may đồn ra ngoài, không biết rằng bà có giữ nổi mặt mũi hay không, rồi sau này những cổ đông trong tập đoàn, ai sẽ là người đứng ra để chấp thuận cho Thành lên thay thế chức chủ tịch của bà. Nghe đến đây, Thành cũng đoán ra được chuyện mà bà Tuyết muốn nhắc đến. Trước khi hoạt động nhóm, anh cũng đã từng nghĩ tới việc một ngày nào đó sẽ bị mẹ phát hiện, nhưng anh lại không thể ngờ ngày đó lại đến nhanh đến như vậy. "Nhưng đó là đam mê của con mà, mẹ có thể vì con một lần được không?" Thành nói bằng giọng chân thành, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh đã rơi nước mắt, giọt nước mắt của một thằng con trai nó đang cố gắng cầu xin mẹ nó để được sống đúng với đam mê của chính mình. "Không, đừng nói nhiều." kể từ giờ trong căn nhà này sẽ không có bất kỳ một cái gì liên quan đến âm nhạc. Nếu như mẹ biết con giấu mẹ đi hát thì đừng có trách mẹ ác. Con biết tính mẹ rồi đấy, đã chống lại thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt đâu. Sao lúc nào mẹ cũng làm thế ý mình thế? Suốt mấy chục năm nay, đã bao giờ mẹ hỏi con muốn gì hay chưa? Mẹ có nhớ năm xưa vì sao bố bỏ lại mẹ mà đi không? Vì cái tính kiểm soát, cái sự độc đoán luôn coi mình là nhất của mẹ. Vì không thể chịu được nên ông ý mới bỏ đi. Nếu như mẹ còn như vậy Đến một ngày nào đó, đứa con trai duy nhất của mẹ cũng sẽ không thể ở bên cạnh mẹ nữa đâu." Nói rồi, Thành lấy xe và phóng đi khỏi nhà, để lại một mình bà Tuyết cùng gương mặt thẫn thờ sau lời nói của con trai. Bây giờ trời cũng đã gần tối, một mình anh chạy xe ngoài đường, mang theo tâm trạng không tốt. Anh nhấn ga, phóng thật nhanh trên những đoạn đường của thành phố, những ánh đèn lấp lánh, tiếng còi xe inh ỏi, người qua kẻ lại tấp nập Cuối cùng, Thành đã dừng xe cạnh một quán bar, anh bước vào bên trong, gọi ra một chai rượu và một mình uống hết. Giờ đây, anh không biết làm gì khác ngoài việc uống rượu. Anh muốn tìm đến rượu để quên đi mọi thứ, anh muốn dùng men để giải tỏa đi những phiền muộn trong lòng. Anh trai, sao lại ngồi đây một mình thế này?" Một cô gái xuất hiện, tiến đến chỗ của Thành, cô ta khoác lấy cánh tay anh rồi nói những câu ngọt ngào khi ấy đang say nên thành cũng không kiểm soát được hành động của bản thân đang cô đơn thì lại có người đến bầu bạn anh vui vẻ kéo lấy tay cô gái ngồi xuống bên cạnh mình rồi cất tiếng nói ngồi đây uống với anh lát anh trả tiền cho sau cô nói của thành cô gái kia bỗng trở nên vui vẻ một người đẹp trai như anh lại có tiền thì ai mà chẳng thích sau khi ngồi được một lúc thì bất xác một tên đàn ông ở đâu đó bất ngờ chạy lại hắn ta lao vào đấm anh khiến anh không kịp phản ứng thằng chó này sao mới dám rụ rỗ người yêu tao thì ra hắn ta là bạn trai của cô gái bên cạnh anh hắn tưởng anh rụ rỗ bạn gái hắn nên không nói không rằng lao vào đánh anh nhưng hắn đâu có biết người chủ động lại chính là bạn gái của hắn ta không muốn giải thích nhiều thành đứng dậy lau vết máu trên miệng mình rồi im lặng quay người bỏ đi ngay sau đó, tên đàn ông kia bất ngờ gọi anh lại. Mày định đi đâu? Tao chưa nói chuyện xong với mày mà. Vừa dứt câu, tên đàn ông kia lao vào định tiếp tục đánh anh, nhưng ngay lập tức đã bị Thành chặn lại. Nãy giờ là do anh nhịn hắn ta, vậy mà hắn lại không biết điều. Hai bên lao vào đánh nhau, quán ba bây giờ bỗng trở nên hỗn loạn. Dừng lại đi, mau dừng lại đi, ở đâu đó như hớt hải chạy tới cô lao vào ôm lấy thành rồi kéo anh ta ra bảo vệ bấy giờ cũng chạy lại và đưa hai người ra bên ngoài cô đến đây làm gì thành cất giọng hỏi tôi đến tìm anh chứ để làm gì đàn ông con trai gì mà có chút chuyện cô không chịu được đúng là yếu đuối nhi vừa nói và nhìn sang thành không ngừng châm chọc là vì cô lo cho anh, nhìn thấy trời cũng đã khuya, một mình anh lái xe trong tâm trạng không ổn định, cô sợ anh sẽ gặp phải chuyện gì. Chính vì vậy, nãy giờ cô đã đi khắp nơi tìm anh và tình cờ nhìn thấy xe anh đang đậu bên ngoài. Cô biết gì mà nói, đi về đi, mặc kệ tôi. Vừa nói xong, Thành bước ra ngoài đường, vì quá say nên anh đi không vững, suýt chút nữa thì bị một chiếc xe lao đến đụng trúng. May mà cô Nhi nhanh tay chạy lại kéo anh vào đi, tôi đưa anh về. nhìn bộ dáng anh như này, làm sao mà lái xe được? Nói xong, Nhi gọi lấy một chiếc taxi và đưa Thành về nhà. Trên đường về nhà, Thành dựa đầu vào vai cô, mắt anh nhắm lại, gương mặt ửng đỏ vì men rượu. Bất giác, Nhi ngắm nhìn người đàn ông trước mặt một cách say đắm. Nhìn đủ chưa? Thành bất ngờ cất giọng nói, nó khiến cho Nhi trở nên ngại ngùng. Không khí lúc này có chút gượng gạo. Cô có ước mơ không? thành trượt cất giọng hỏi không hiểu vì sao anh ta lại hỏi cô như vậy câu hỏi của anh làm cho cô trượt đứng hình mất một lúc hình như cô chưa từng có ước mơ từ nhỏ đến giờ cô luôn phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn cơm ăn áo mặc còn chẳng đủ thì lấy thời gian đâu mà nghĩ đến ước mơ sao anh lại hỏi thế nhi hỏi lại hình như không cần phải nói cô cũng đoán ra được ước mơ của anh có liên quan đến âm nhạc nhưng tại sao, với một người sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có như anh lại không theo đuổi niềm đam mê, mơ ước của mình? Phải chăng còn có một lý do đặc biệt nào khác? Tôi từng mơ ước mình sẽ trở thành một ca sĩ, một người biểu diễn trên sân khấu, dưới cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Tôi muốn hát, tôi thích được hát. Chẳng lẽ điều đó cũng là sai sao? Anh không sai, là con người ai cũng có quyền được mơ ước ước mơ tùy thuộc vào hoàn cảnh nếu như là anh anh thừa sức mơ ước những thứ cao siêu hơn còn tôi tôi chỉ ước có đủ tiền để sống một cuộc đời bình yên không phải lo cơm ăn áo mặc vậy tại sao anh lại không cố gắng theo đuổi nó nhi thắc mắc quay sang nhìn thành đâu phải anh không muốn mà là anh không thể cách đây vài năm về trước anh đã từng là một chàng trai mang trong mình khát khao cháy bỏng nhưng cho đến bây giờ niềm khao khát đó chỉ dám nằm sâu trong trái tim anh bởi bà tuyết là một người độc đoán bà ép anh phải theo kinh doanh cấm cản không cho anh học hát trong vòng hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ anh được làm những gì mình muốn anh sống như một con rối trong tay bà tuyết một con rối chẳng bao giờ có cảm xúc của riêng mình cô có biết cái cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình là như thế nào không cô nhìn tôi bây giờ có phải rất sung sướng đúng không nhưng mà thực chất đâu ai biết tôi đã phải đang trải qua những gì trước đây khi tôi còn nhỏ bố tôi đã bỏ hai mẹ con tôi mà đi một mình mẹ tôi phải nuôi tôi khôn lớn và tự tay bà gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay vì điều đó mà bà, bà mải mê đi làm đi kiếm tiền lúc nào cũng vứt tôi ở nhà với người giúp việc có những đêm giật mình tỉnh dậy không có mẹ bên cạnh Tôi khóc rất nhiều, một đứa trẻ 7 tuổi tự học cách chăm sóc bản thân. Sáng thì đi học, chiều vừa lủi thủi một mình với đống đồ chơi. Tuy rằng mẹ không bao giờ để tôi thiếu thốn về vật chất, nhưng bà đâu có biết thứ tôi cần chính là tình thương, là thứ tình cảm mà đáng lẽ tôi phải được nhận. Nói rồi, thành bật khóc. Cô không ngờ, một người trông có vẻ lạnh lùng và gai góc như anh lại yếu đuối và chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Đúng là trên cuộc đời này, mỗi người đều có cho mình những câu chuyện riêng, không ai hoàn hảo cả, cuộc sống thực sự không thể so sánh. Bạn tưởng rằng bạn rất đau khổ, nhưng có những lúc trong mắt người khác, nỗi đau khổ của bạn lại chẳng đáng là bao nhiêu. Đến nơi rồi, cô cho tôi xin tiền với, cảm ơn anh cho tôi gửi. Cuối cùng, cũng đã về đến nhà, Nhi nhanh chóng trả tiền taxi rồi chật vật tìm cách dìu thành lên phòng bây giờ anh đã say quá rồi ý thức không còn được tỉnh táo nữa mở cửa bước vào cô đặt anh nằm lên trên chiếc giường rồi quay trở vào trong phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt để lau người cho anh đừng đi đừng bỏ tôi trong cơn mê thành nắm chặt lấy tay cô anh lầm nhầm những câu nói trong vô thức ở lại với tôi đi một bàn tay to lớn kéo cô ngã xuống giường anh tiến đến siết chặt lấy đôi bàn tay cô bất ngờ đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của cô hành động nhanh chóng và dứt khoát khiến cho nhi không kịp phản ứng khoảng khắc anh hôn cô nó khiến trái tim cô đập liên tục khuôn mặt đỏ bừng lên theo phản xạ nhi đẩy anh ra rồi chạy thẳng ra ngoài về đến phòng của mình cô vẫn không thể nào quên được cảnh tượng khi nãy hình ảnh đó cứ đeo bám và ám ảnh trong tâm trí cô khiến cho cô không tài nào ngủ được Sáng hôm sau Mọi người đâu hết rồi Bà chủ đi tới công ty từ sáng sớm rồi ạ Thế cô Nhi đâu Cô ấy đi cùng cậu Khôi Sáng nay cậu ấy có đến đây tìm Từ trên lầu Thành bước xuống Do hôm qua uống khá nhiều Nên sáng hôm nay anh dậy hơi muộn Đầu anh đau như búa bổ Anh lê theo thân thể mệt mỏi Bước từng bước nặng nề được biết sáng sớm ngày hôm nay khôi đã sang đây tìm nhi không hiểu hai người họ nói chuyện gì một lúc sau thấy cô đi theo khôi rời khỏi nhà nghe đến đây thành cảm thấy thắc mắc không hiểu khôi đang tìm gặp nhi có chuyện gì hai người họ vốn dĩ đâu có thân thiết sao hôm nay lại hẹn gặp nhau nhưng rồi sau đó anh cũng không quá quan tâm mà rời khỏi nhà đến công ty đến tối hôm đó sau khi trở về nhà anh vẫn chưa thấy Nhi quay về, nghi ngờ có chuyện gì không may đã xảy ra, Thành nhấc điện thoại lên gọi cho cô, nhưng gọi mãi mà không tài nào liên lạc được. Ngay lúc này, anh gọi cho Khôi bởi vì sáng nay anh có nghe người làm nói Nhi đi cùng với cậu ta. Alo, Khôi à? Nhi đi cùng cậu hả? Sao giờ này cô ta chưa về? Ừ, um, sáng nay tôi với Nhi có hẹn nhau ra ngoài, cô ấy đã về từ chiều rồi mà. Ở đầu dây bên kia Khôi cất giọng nói Nếu như theo lời anh Thì Nhi chính xác phải về tới nhà rồi chứ Tại sao bây giờ vẫn chưa thấy cô đâu Không lẽ cô đã xảy ra chuyện gì rồi sao Thành lo lắng Lấy xe đi tìm cô Mặc dù ngoài mặt anh tỏ ra lạnh nhạt Không quan tâm Nhưng thực chất anh rất lo lắng Cho an toàn của Nhi Sao? Nghe thấy Thành lo lắng Chắc cô vui lắm hả Vừa cúp máy Khôi quay sang Nhìn phía Nhi cất giọng nói đay nghiến Sáng hôm nay, anh ta đến với mục đích muốn mời Nhi đi ra ngoài vì muốn xin lỗi chuyện hôm trước anh làm đổ chén súp lên chân cô. Vì tưởng rằng anh ta thật lòng muốn xin lỗi nên Nhi cũng không nỡ lòng mà từ chối. Cô đi theo anh, nhưng khi vừa lên xe, cô bất ngờ bị một người đàn ông lạ xuất hiện phía sau lấy khăn bịt mắt lại. Và rồi sau đó, chuyện gì xảy ra cô cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng khi tỉnh lại cô thấy mình bị trói trong một căn phòng đáng chú ý là người bắt cô chính là khôi cô cảm thấy rất ngạc nhiên không hiểu vì lý do gì mà anh ta lại bắt cô đến đây nhi bắt đầu la hét thả tôi ra anh bị điên à có câm mồm đi không khôi quát lớn tại sao anh lại bắt tôi tôi đã làm gì anh làm gì tôi à cô hỏi xem cô đã làm gì đừng có mà giả ngu Nói rồi khôi tiến lại gần cô Anh đưa đôi bàn tay của mình ra Bóp chặt lấy cổ Nhi Sức anh ta quá khỏe Nó làm cho cô không tài nào thở được Cô biết tại sao tôi lại bắt cô không Nếu cô không xuất hiện Thì có lẽ Thành sẽ luôn coi tôi là sự ưu tiên Nhưng từ khi có cô Cậu ấy thay đổi quá nhiều Cô nghĩ người như cô sẽ đấu lại được với tôi à Không đừng hòng Khôi vừa nói vừa cười trong điên loạn Hóa ra là vì anh ta ghen anh ta nhìn thấy sự quan tâm mà thành dành cho nhi lần mà nhi gặp phải tên biến thái trên đường mặc dù thành bên ngoài lạnh lùng tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất đằng sau anh đã âm thầm cho người đến để giúp cô thoát khỏi tay tên biến thái đó và nhiều lần Khôi bắt gặp ánh mắt của Thành dành cho Nhi. Nó là một ánh mắt biết nói lên những lời yêu thương. Chắc chắn rằng tình cảm của Thành đối với cô không hề bình thường như những gì anh vẫn nói. Vì sợ Nhi sẽ cướp Thành khỏi anh nên Khôi đã lên kế hoạch bắt cóc Nhi và mong muốn sẽ khiến cô biến mất khỏi thế giới này. Cô cô biết người cứu cô trong lần gặp biến thái là ai không? Cô cô biết người âm thầm đặt thuốc trên bàn là ai không? Cô cô biết người đầu tiên cậu ấy gọi tên sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện là ai không? Là cô, chính là cô đấy. Cô hay lắm, mới trong một thời gian ngắn, cô đã lấy được tình cảm của Thành, cô đã chính tay cướp đi cậu ấy của tôi ngày hôm nay nhất định tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi thế giới này sẽ không còn ai tranh giành thành với tôi nữa sẽ không một ai có thể cướp đi cậu ấy của tôi bởi vì cậu ấy phải là của tôi mãi mãi phải ở bên cạnh tôi dứt câu anh ta bật cười thành tiếng khuôn mặt trở lên đáng sợ đôi mắt hận thù nhìn thẳng về phía cô hóa ra anh ta đã yêu thành tuy mang danh một người bạn thân, nhưng Khôi từ lâu đã xem mối quan hệ đó không dừng lại ở mức bạn bè. Anh điên rồi, tôi với anh ta không có chuyện gì hết. Đừng làm như vậy, nếu anh giết tôi, chắc chắn anh sẽ phải ngồi tù. Nhìn la hét trong sự sợ hãi, cô không nghĩ Khôi lại có thể hành động điên loạn và mù quáng đến như vậy. Cũng không ngờ Thành lại âm thầm làm mọi thứ vì cô ở sau lưng rốt cuộc thì quan hệ thực sự của hai người họ là gì? Chẳng phải như mọi người nghĩ Thành thuộc giới tính thứ ba và đang có mối quan hệ yêu đương với Khôi hay sao? Đừng mà, đừng làm như vậy mà, tôi xin anh đấy. Khôi cầm lên một can xăng, anh rội khắp nơi trong ngôi nhà. Anh muốn thiêu chết cô ở nơi này, muốn cho cô hóa thành cho để Thành không thể nào tìm thấy cô nữa. Đừng có nhiều lời, hôm nay tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế giới này. Nói xong, Hồi bước ra, ném chiếc bật lửa xuống đất. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên, mọi thứ xung quanh bị thiêu cháy. Anh ta đứng bên ngoài, nở một nụ cười man sợ. Bây giờ ở phía trong, ngọn lửa không ngừng bốc cháy, còn một mình Nhi gào khóc trong vô vọng, giọt nước mắt của sự bất lực rơi xuống. Chẳng lẽ cô phải bỏ mạng ở đây thật sao? Chẳng lẽ cô phải chết dưới tay một tên bệnh hoạn như Khôi hay sao? Nhi không cam tâm, cô còn nhiều chuyện phải làm cô chưa tìm được cha mẹ ruột của mình, còn chưa trở về thăm các sư thầy ở trại trẻ. Cô còn muốn được sống, cô thật sự không muốn chết. Cứu tôi, làm ơn cứu tôi với. Nhi không ngừng la hét. Dầm, cánh cửa bật tung ra. Cuối cùng, Thành cũng đã xuất hiện. Nhìn thấy Nhi đang một mình kêu khóc trong đám lửa, không suy nghĩ nhiều, anh điều mình chạy vào bên trong, đạp tung cánh cửa ra rồi chạy đến bên cô. Có sao không? Anh lo lắng hỏi, đôi tay nhanh nhẹn đang gỡ những sợi dây trói trên tay cô. Ngay sau đó, anh ôm lấy cô rồi vội vàng đưa Nhi ra khỏi nơi đây. Nhìn thấy Thành vì người con gái khác mà không màng đến tính mạng của bản thân, khôi cảm thấy tức giận. Từ phía đằng sau, anh ta lao đến, đưa con dao nhỏ đâm thẳng về phía Nhi. Nhưng ngay khi ấy, Thành kịp thời nhìn thấy, theo phản xạ anh đẩy Nhi ra, lấy thân mình, đỡ lấy nhát dao kia cho cô. Anh Thành! Nhi hét lên trong đau đớn, nhìn thấy chính tay mình đâm thành, Khôi bắt đầu hoảng loạn, anh vứt con dao xuống đất, máu từ người thành không ngừng chảy ra, "Không, không phải tôi, không phải tôi." Khôi điên loạn hét lên rồi ôm đầu bò chạy. Ngay khi đó, Nhi nhanh chóng gọi xe và đưa anh tới bệnh viện. Trên đường đi, cô lúc nào cũng cầu nguyện, mong rằng anh sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu không cả đời này cô sẽ sống trong ân hận bác tài làm ơn đi nhanh một chút được không tôi đã đi nhanh hết mức rồi nếu nhanh nữa sẽ xảy ra tai nạn mất giờ đây nhi không còn tâm trạng để suy nghĩ đến việc này nữa tính mạng của thành là quan trọng nhất bác sĩ bác sĩ cứu anh huy với vừa tới bệnh viện thành được đặt lên giường bệnh và đưa vào phòng cấp cứu đứng ở ngoài phòng lòng nhi sống như lửa đốt cô đi lại rồi lại đi vào ánh mắt lo lắng nhìn về phía cánh cửa đang sáng đèn bên kia khoảng hai tiếng sau vị bác sĩ già bước ra cất tiếng hỏi ai là người nhà bệnh nhân là tôi là tôi nhi vội vàng chạy tới khuôn mặt lo lắng nhìn về phía bác sĩ như để chờ đợi một câu trả lời Bệnh nhân không sao rồi Bây giờ người nhà đi theo tôi làm thủ tục nhập viện Lát nữa chúng tôi sẽ đưa anh ta xuống phòng hồi sức Không cần phải quá lo đâu Vết thương không sâu Nên chỉ cần nằm viện vài ngày là có thể về nhà Nghe đến đây Nhi mới thở phào nhẹ nhõm Dường như tảng đá đè nặng trên vai cô khi nãy Bây giờ chính thức được gỡ bỏ Anh còn đau lắm không? Nhi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Không sao, cô có bị thương không? câu hỏi của thành khiến cô có chút cảm động mặc dù người bị thương là anh nhưng tại sao anh vẫn luôn dành sự quan tâm đó cho cô không lẽ nào tôi không sao mà khi nãy tại sao anh lại cứu tôi nhi hỏi một cách bất ngờ câu hỏi của cô khiến cho thành không biết nên trả lời thế nào anh cũng không biết tại sao anh lại làm thế, vì trong thời khắc đó, khi nhìn thấy cô gặp nguy hiểm, anh đã vô cùng lo lắng, không thể suy nghĩ nhiều, chỉ cần cô được an toàn, anh sẽ làm tất cả. Trước câu hỏi của Nhi, Thành Chiến biết im lặng và rồi không khí lúc đó bắt đầu trở nên cượng gạo, họ không nói thêm bất kỳ câu nào, chỉ ngồi đó và lặng lẽ quan sát đối phương. Sao lại thành ra thế này? bất ngờ từ phía đằng sau, bà Tuyết hớt hải chạy lại. Bà lo lắng và xót xa khi nhìn thấy đứa con trai của mình nằm trên giường bệnh. Tại sao? Nó lại dám làm như vậy? Chẳng lẽ nó chán sống rồi sao? Không ai có thể ngờ rằng Khôi lại có thể làm ra những chuyện động trời thế này. Vì thường ngày, anh là một người rất vui vẻ, thân thiện và hiền lành nhưng chỉ vì thứ tình yêu mù quáng mà anh ta đã mất hết lý trí không phân biệt được phải trái đúng sai phải tìm bằng được khôi cho tôi tôi muốn nó phải trả giá về những gì mà nó gây ra cho con trai tôi bà tuyết giận dữ ra lệnh cho quản gia kim bà không thể nào để yên cho người khác muốn làm gì con trai bà cũng được nếu đã dám động vào thành bà thề sẽ khiến cho người đó phải trả giá lại gấp đôi được mẹ đừng làm gì cậu ấy hết chuyện gì đã xảy ra rồi thì cho qua đi Thành quay sang nhìn bà Tuyết, sau đó không ngừng cầu xin cho Khôi, bởi vì anh biết một khi bà đã ra tay thì chắc chắn Khôi sẽ không còn đường sống sót. Con còn bênh nó à? Nhìn lại xem nó đã làm gì con? Việc này mẹ không để yên được. Con đã nói là không sao, nếu mẹ động vào cậu ấy thì con sẽ không chơ mắt đứng nhìn đâu. Câu nói của Thành khiến cho Nhi đứng bên cạnh rất ngạc nhiên. Cô thầm nghĩ rằng tại sao anh lại ra sức bảo vệ Khôi, chẳng lẽ anh cũng có tình cảm thật với cậu ta hay sao? Vài ngày sau, Thành được xuất viện trở về nhà, Nhi ân cần dìu anh lên trên phòng, đặt anh nằm xuống giường. Cô lưỡng lự, muốn hỏi một câu mà lại không dám nói. Có chuyện gì? Sao cô cứ đi ra rồi lại đi vào thế? Dường như nhìn thấy tâm tư của Nhi, nên Thành liền cất tiếng hỏi. Tôi hỏi anh một câu được không? Cô ngại ngùng nói. Vì câu hỏi, cô sắp nói ra, không biết có khiến Thành khó chịu không. Nhưng mà cô vẫn thắc mắc không tài nào thoát ra được Nói đi Tại sao anh nhất quyết không cho mẹ anh xử lý khôi Chẳng lẽ anh thật sự có tình cảm với cậu ta sao Câu hỏi ngây thơ của Nhi Khiến cho Thành chợt mỉm cười Ngày hôm đó Anh đã nghe được hết câu chuyện Mà Khôi và Nhi nói với nhau Lúc anh gọi cho Khôi Thì tình cờ cậu ta không tắt máy Chiếc điện thoại vẫn còn kết nối cuộc gọi với anh Chính vì vậy Anh mới biết được Khôi đang ở đâu Và mau chóng chạy tới cứu Nhi cậu ta cũng đáng thương lắm sao cô không thắc mắc tại sao tôi biết chỗ cô bị bắt mà đến cứu nói đến đây nhi mới chợt nhớ ra cô cũng không hiểu vì sao thành lại đến đúng lúc như vậy là ai đã nói cho anh biết tại sao nhi quay sang hỏi vì ngày hôm đấy tôi có gọi cho khôi trùng hợp là cậu ấy quên tắt máy nên tôi đã nghe được hết mọi chuyện cậu ta nói với cô nghe đến đây nhi thoáng lặng im nếu là như thế anh cũng biết được lý do mà khôi bắt cóc cô rồi chứ là vì anh ta ghen vì anh ta sợ cô cướp mất đi người con trai anh ta yêu nên đã cố tình lửa cô với mong muốn giết chết cô khiến cô biến mất khỏi thế giới này vậy anh có yêu cậu ta không nhi tò mò cất tiếng hỏi câu hỏi của cô làm cho khôi bật cười anh nhìn về phía cô kéo lên đôi bàn tay của cô khuôn mặt trượt thay đổi thái độ anh nói chẳng lẽ cô vẫn nghĩ tôi là gay à thì từ trước đến nay anh vẫn luôn khiến người khác nhìn anh như vậy mà ngay cả bà tuyết mẹ của anh còn nghi ngờ về giới tính của con trai mình vậy vì lý do gì cô không được phép nghĩ anh là gay thì như anh vẫn thấy đấy khôi anh ta nói rằng anh ta yêu anh mà đúng là khôi yêu anh nhưng mà sự thật là đó chỉ là thứ tình cảm mù quáng đến từ một phía anh hoàn toàn là trai thẳng anh coi cậu ta giống như một người bạn thân không có bất kỳ tình cảm gì đặc biệt khác thật ra việc cậu ta thích tôi tôi đã biết từ lâu rồi câu trả lời của thành khiến cho nhi cảm thấy rất ngạc nhiên nếu như đã biết thì tại sao anh lại không nói ra vì tôi muốn giữ mối quan hệ này Khôi, cậu ấy cũng rất đáng thương. Từ nhỏ cậu ấy lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sinh ra là người mang giới tính thứ ba. Cậu ta bị mọi người xung quanh bàn tán, xa lánh. Tôi và Khôi gặp nhau cũng là một cái duyên. Tôi coi cậu ta giống như một người bạn, một người anh em. Nhưng không nghĩ rằng cậu ta lại ngộ nhận thứ tình cảm đơn thuần đó. Thành nói bằng vẻ mặt trầm tư, như ngồi bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe, nghe anh kể về Khôi bằng ánh mắt chứa đầy thương cảm. Có lẽ đó cũng là lý do mà sau khi xảy ra chuyện anh vẫn chọn cách tha thứ cho khôi anh không muốn bà tuyết làm hại đến cậu ta bởi vì để xảy ra chuyện như ngày hôm nay lỗi không phải ở một mình khôi là do anh là anh không dứt khoát ngay từ đầu là anh luôn khiến cho khôi lầm tưởng và tình cảm của mình dành cho cậu ta chỉ vì tình yêu nên khôi mới trở thành con người như vậy có lẽ từ khi còn nhỏ cậu sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu thương ngay khi có cho mình một người bên cạnh thấu hiểu sẻ chia cậu được lấp đầy những khoảng trống được xoa dịu những vết thương trong tâm hồn chính vì thế cậu đã coi thành là người mà cậu yêu và lầm tưởng về mối quan hệ của cả hai người cuộc đời này rất giống một nụ hôn nó có thể khiến bạn hạnh phúc cũng có thể làm bạn vỡ mộng nó có thể khiến bạn nhận ra mình yêu hay nhận ra mình hoàn toàn không yêu nó chứ đựng những bí mật mà bạn chỉ khám phá được sau khi đã hoàn thành thời gian trôi qua thành và nhi cũng dần có cảm tình với nhau ngày hôm đó thành quay trở về nhà với bộ dạng say mềm có lẽ hôm nay anh đã uống nhiều thì phải bước lên trên lầu theo quán tính thành đi đến cạnh phòng nhi anh không gõ cửa mà đột ngột bước vào anh làm gì vậy nhi quát lên sau khi nhìn thấy thành sau đó cô đi đến kéo anh ra khỏi phòng khi đến gần anh nhi cảm thấy khó chịu khi trên người anh tỏa ra một mùi men rượu nồng nặc cô không hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì tại sao anh lại uống nhiều đến vậy đi tôi đưa anh về phòng tôi không về thành quát lên rồi hất cánh tay nhi ra anh bước lại gần cô, ép sát cô vào tường, giọng nói thủ thỉ bên tai, "Tại sao vậy? Tại sao cô lại làm như vậy?" Như không hiểu Thành đang muốn nói gì, rốt cuộc cô đã làm gì anh? Không để Nhi lên tiếng, Thành lại tiếp tục nói, "Cô có biết tôi thích cô đến nhường nào không? Tôi thích cô đến mức đi đâu tôi cũng nhìn thấy cô, làm gì tôi cũng nghĩ về cô, tôi không kiểm soát được chính mình, tôi đã dặn bản thân không được phép rung động trước cô, mà trái tim tôi lại không chịu nghe lời." bây giờ tôi phải làm sao đây tôi phải làm gì thì mới có thể bỏ cô ra khỏi đầu mình đây trong cơn say thành vô tình nói ra hết nỗi lòng của mình chính bản thân anh còn không biết rốt cuộc tình cảm anh dành cho nhi là thứ tình cảm gì tại sao anh lại cảm thấy vui khi nhìn thấy cô hạnh phúc tại sao anh lại cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy cô buồn bã suy cho cùng đó có phải tình yêu hay không đến ngay cả bản thân anh còn không rõ anh say rồi để tôi đưa anh về nhi cố tình lảng tránh trước những lời nói của thành cô vội vàng đỡ lấy người anh rồi dìu anh về phòng khi đến nơi nhi đặt anh nằm xuống giường rồi mau chóng quay trở về phòng mình nhưng ngay sau khi cô quay người bước đi một bàn tay to lớn đã kéo cô ngược trở lại ở lại với tôi một chút được không dứt lời anh liền đặt lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn ngọt ngào luồn nhẹ cánh tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô ôm vào lòng hành động bất ngờ của thành khiến cho nhi không kịp phản ứng anh đặt cô nằm xuống giường đưa đôi bàn tay của mình siết chặt lấy đôi tay nhi thân hình nhỏ nhắn cùng nước da trắng hồng nó làm thành không thể nào kiềm chế được còn nhi cô nắm chặt lấy áo anh không ngừng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy lực tay của thành càng mạnh hơn và rồi cô cũng không còn phản kháng nữa hai người họ đã cùng nhau trải qua một đêm nồng cháy. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cả hai đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra, họ gượng gạo khi chạm mặt nhau, cả Nhi và Thành đều tìm cách trốn tránh, không ai dám đối diện với tình cảm của chính mình. Mối quan hệ của cả hai diễn ra như vậy mất một khoảng thời gian dài. Và rồi, ngày hôm đó, Nhi được bà Tuyết gọi vào phòng nói chuyện. Thời gian qua, cô đã vất vả rồi, đây là số tiền chúng ta thỏa thuận, cô cầm lấy và bắt đầu một cuộc sống tốt hơn đi." Nói rồi, bà Tuyết đưa cho Nhi một chiếc phong bì, trong đó là số tiền 500 triệu mà bà trả cho cô. Hóa ra, đã tròn 5 tháng kể từ khi Nhi chuyển vào nhà bà Tuyết sinh sống, và ngày hôm nay là ngày mà hợp đồng chính thức kết thúc. Cô sẽ phải cầm tiền rồi rời khỏi nơi đây, quay trở về với cuộc sống thường nhật của chính mình tôi sẽ phải rời đi trong hôm nay sao nhi cất tiếng hỏi đúng hôm nay cô sẽ phải đi lời khẳng định của bà tuyết khiến cho nhi thoáng hiện lên nét thất vọng khuôn mặt cô khẽ buồn bã ánh mắt vô hồn nhìn ra phía xa cô không hiểu vì sao kể từ lúc biết mình phải rời đi trong lòng cô lại xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ đến vậy một lúc sau cô chuẩn bị xong chưa quản gia kim bước vào ân cần cất tiếng hỏi tôi xong rồi vậy đi thôi Nói xong, quản gia Kim bước đi trước và Nhi bước theo sau. Cô từ từ khoác chiếc ba lô trên vai, bước từng bước chân nặng nề, đột nhiên Nhi thấy lòng mình nặng chịu. Cái cảm giác lưu luyến, không muốn rời xa đã khiến cho những bước chân của cô thêm phần chậm chạp. Cô cố gắng đi chậm, thật chậm, giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Cô lên xe đi. Cánh cửa xe được mở ra, Nhi ngần ngại bước vào, sau đó cô ngoảnh đầu nhìn lại Khoảng thời gian Nhi ở đây tuy không dài Nhưng nó đủ để khiến cho cô nhớ nhung Ngồi trong xe Nhi không nói gì Cô im lặng suốt cả chặng đường đi Tựa người trên chiếc ghế Cô đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn xa xăm Cô sao vậy? Không nỡ à? Quản gia Kim bất ngờ cất tiếng hỏi Không, chỉ là tôi hơi buồn một chút thôi Nói rồi cô thở dài một cái Cô cũng không hiểu cảm xúc hiện tại của mình là gì mấy người trẻ như cô bây giờ hay thật ấy khó khăn sóng gió như nào còn chịu được vậy mà lại không dám đối diện với tình cảm của chính mình dường như nhận ra tâm tư của nhi nhận ra thứ tình cảm mà người trong cuộc như cô không nhìn thấy ông kim liền bắt đầu khuyên nhủ ông rất hiểu cảm giác của cô lúc này bởi vì trước đây ông cũng giống như cô thích một người mà không dám nói luôn tìm cách trốn tránh và biện minh cho những cảm xúc của chính mình không tôi với anh ta không có gì cả Nhi vội vàng xua tay và ra sức giải thích. Nhìn thấy hành động và thái độ của Nhi, ông Kim chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười. Ông nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong cô, hình ảnh của ông 10 năm về trước. Kể ra, ông Kim đi theo bà Tuyết cũng được mười mấy năm rồi, ông đồng hành cùng bà từ ngày mà bà chưa có gì trong tay, đến khi bà xây dựng nên một cơ ngơi giống như hôm nay. Chính vì vậy, bà Tuyết không coi ông là một người quản gia hay là một trợ lý, bà coi ông như một người bạn, một người tri kỷ không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nhưng còn đối với ông, ông coi bà không chỉ là một người bạn đồng hành mà là một người ông yêu thương, người mà ông dành tình cảm đặc biệt. Thứ tình cảm đó đã được ông chôn giấu suốt mười mấy năm qua. Trước đây, ông kim cũng giống như cô luôn trốn tránh tình cảm của chính mình hèn nhát khi không dám đối diện với cảm xúc thật của bản thân nhưng còn bây giờ ông đã nhận ra được tình cảm đó chỉ là chưa một lần dám thử nói ra mà thôi mười mấy năm qua ông kim luôn lấy tư cách là một người bạn để ở bên cạnh đồng hành giúp đỡ bà tuyết đôi khi tình yêu chính là như vậy một thứ tình yêu ngu ngốc và mù quáng con người ta vì yêu mà có thể hy sinh mọi thứ, từ tiền bạc, sức khỏe, tuổi xuân hay thậm chí cả tính mạng của mình. Và ông Kim cũng thế, ông cho đi mà không cần nhận lại, bởi trong suy nghĩ của ông, chỉ cần mỗi ngày được ở bên, đồng hành và nhìn thấy người phụ nữ mình yêu được vui vẻ như vậy cũng là một dạng hạnh phúc của cuộc đời. Ngày hôm sau, cậu mới về à? Mẹ tôi đâu? Bà chủ đang trên phòng khách. Cuối cùng, Thành cũng đã trở về sau mấy ngày đi công tác xa. Anh bước vào trong nhà, nhìn thấy mẹ đang ngồi trên chiếc ghế sofa, anh nhẹ nhàng bước đến, cất tiếng hỏi: "Sao hôm nay chủ tịch lại ở nhà thế này? Mới về à con, có mệt lắm không?" Nhìn thấy con trai trở về, bà Tuyết liền trở lên vui vẻ: "Cũng không mệt lắm, thôi con lên phòng trước nhé. Mẹ bảo Nhi pha cho con ly nước cam mang lên luôn nhé." Nói xong, anh liền xách chiếc vali kéo thẳng lên trên lầu. Thành đến giờ vẫn chưa biết Nhi đã rời khỏi đây. Cô rời đi khi anh không có nhà, đi một cách lặng lẽ mà không có nổi một lời chào tạm biệt. Cốc cốc, mẹ vào được không? Mẹ vào đi. Bà Tuyết mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một ly nước cam vừa pha. Bà đặt xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói. Sao vừa về không nghỉ ngơi đi mà còn làm gì vậy con? Con xử lý, nốt một số việc còn dở mà sao mẹ không để Nhi mang lên cho con? Cô ấy đâu rồi? Trước câu hỏi của con trai, bà Tuyết ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào, trên khuôn mặt bà thoáng hiện lên nét bối rối. Từ trước đến nay, tình cảm của hai mẹ con bà vốn đã không tốt. Nếu như ngày hôm nay bà nói ra toàn bộ sự thật thì chắc chắn rằng Thành sẽ nổi điên lên với bà mất. Nhìn thấy thái độ bất thường hiện lên khuôn mặt của mẹ, Thành cũng đoán được hình như có chuyện gì đã xảy ra, tại sao khi nhắc đến Nhi, bà Tuyết lại có thái độ bối rối đến như vậy? có chuyện gì sao mẹ nhi đâu cô ta bỏ đi rồi bà tuyết ngập ngừng đáp câu nói của bà làm cho thành bất ngờ anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy bỏ đi mẹ bảo ai bỏ đi cơ là nhi cô ta đã rời khỏi đây rồi mẹ nói vậy là sao ạ con không hiểu mẹ nói rõ hơn được không thành không khống chế được cảm xúc anh tiến đến nắm lấy tay bà Tuyết, ánh mắt lo lắng. Anh nhìn về phía mẹ mình như thể chờ đợi một câu trả lời nào đó. Cách đây mấy hôm, mẹ có vô tình trở về nhà sớm. Khi ngang qua phòng nhi, mẹ nghe thấy cô ta nói chuyện với ai đó. Trong câu chuyện cô ta nói, chỉ cần chờ đến ngày trở thành vợ chính thức của con, cô ta sẽ tìm cách bòn rút tiền của nhà mình và bắt đầu một cuộc sống mới với một người đàn ông nào đó tên Quân. Hình như là người yêu của cô ta thì phải. Nghe đến đây, Vĩ Thành bỗng sững người lại anh không nghĩ rằng nhi có thể làm ra những chuyện như vậy bởi vì nếu là trước đây anh sẽ tin đây là sự thật còn bây giờ sau một khoảng thời gian tiếp xúc với cô anh thấy nhi là một người tốt một cô gái nhỏ bé từng bị tổn thương trong quá khứ luôn sống một cách lạc quan và mạnh mẽ anh thật sự cảm thấy khâm phục điều đó ở cô nhi khác với những người con gái mà thành từng gặp nhớ lại vài tháng trước đây cái ngày mà thành gặp nhi lần đầu tiên trong quán bar sau ngày hôm đấy anh vẫn luôn nghĩ nhi là gái ngành một người con gái hư hỏng nhưng luôn tỏ ra thanh cao nhưng thực tế nhi không phải loại người như vậy vì tiền nên cô mới đi làm phục vụ ở ba thật không may ngày hôm đó cô gặp phải một tên biến thái hắn nhìn thấy nhi có vẻ xinh đẹp và hiền lành nên đã dùng tiền để mua chuộc cô ép cô phải đi chơi với hắn khi không được cô đồng ý, hắn ta liền dở mấy trò dơ bẩn, đồi bại và bị Nhi đập chai bia vào đầu để phản kháng. Vì quá cay cú nên tên đàn ông kia mới tát cô và đòi dạy cho cô một bài học. Mẹ có nhầm lẫn gì không? Làm sao chuyện đấy có thể xảy ra? Thành quát lên. Anh không tin những lời bà Tuyết nói là sự thật. Nói đúng hơn là anh không muốn tin Sao có thể nhầm được Chính tay mẹ nghe thấy Nó nói chuyện điện thoại như vậy mà Chẳng lẽ con không tin mẹ sao Đúng là mẹ nhìn lầm người Cứ tưởng rằng nó hiền lành ngoan ngoãn Ai ngờ lại là loại người dối trá và có dã tâm Đúng là lòng dạ con người thật khó đoán Thôi mẹ ra ngoài đi Con cần được nghỉ ngơi Nói xong, Thành mở cửa, kéo bà Tuyết ra khỏi phòng. Thấy thái độ thất vọng và buồn bã của con trai, bà Tuyết cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Bà đủ thông minh để nhìn thấy tình cảm Thành dành cho Nhi. Nhưng ngay từ ban đầu, mục đích của bà để Nhi tiếp cận Thành, muốn anh trở về giới tinh thật của mình, chứ bà không muốn hai người bên nhau. Tuy rằng Nhi là một cô gái khá thú vị, nhưng so về học thức địa vị gia cảnh thì cô không thể nào xứng với Thành được. Một thiếu gia tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thành phố, không thể nào để yêu một cô gái mồ côi, không được học hành. Nếu bị đồn ra ngoài, nó sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Nên vì thế, bà Tuyết muốn chuyện này chấm dứt càng sớm càng tốt. Bà tin, rồi thời gian trôi qua, Thành sẽ dần quên Nhi và tìm được cho mình một người con gái khác tốt hơn. Cánh cửa đóng lại, một mình Thành cô đơn trong căn phòng rộng lớn, anh tiến đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, đôi mắt trở nên vô hồn, thiếu sức sống. Đến bây giờ, anh vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến anh không kịp đón nhận. Ba năm sau. Không xong rồi, có chuyện gì? Công trình chúng ta đang xây dựng đột nhiên bị sập, tất cả công nhân đang được đưa vào viện cấp cứu, nghe đâu đó còn có người tử vong nữa một người trợ lý của vĩ thành hớt hải chạy vào anh ta nói rằng công trình mà tập đoàn thiên hạo đang thi công đột nhiên bị sập nghe đến đây thành lo lắng bỏ lại tất cả chạy thẳng ra công trường khi vừa đến nơi trước mắt anh chỉ là một đống đổ nát công trình mà anh dành biết bao tâm huyết để xây dựng sắp đến ngày hoàn thành thì đột nhiên lại xảy ra sự cố Thành cảm thấy chuyện này rất bất thường. Anh không tin tòa nhà này lại có thể sập được, trong khi những loại vật dụng anh dùng để xây dựng đều được qua kiểm chứng đạt tiêu chuẩn cho xây dựng. Vậy thì vì lý do gì khiến cho tòa nhà bị sập? Chẳng có lẽ có ai đó đã đứng đằng sau, làm ăn san dối rút ruột công trình. Đi điều tra cho tôi tất cả những người phụ trách công trình này. Vâng, tôi đi ngay đây. Nói rồi, người trợ lý kia vội vàng rời đi. Bây giờ, sự việc xảy ra khiến cho thành trở tay không kịp, nó có liên quan đến mạng sống con người nên anh không thể giải quyết một cách qua loa, phải điều tra và xác minh rõ ràng, chỉ có như thế mới có thể lấy lại danh dự cho anh và uy tín cho tập đoàn. Anh ơi, cho tôi hỏi tại sao công trình thi công gần xong rồi mà lại bị sập vậy? Có phải vì lợi nhuận nên anh đã bất chấp làm trái lương tâm không? Có phải anh đã cho xây dựng với những vật liệu kém chất lượng hay không? Mong anh hãy trả lời, anh ơi. Cả một đoàn phóng viên đổ xô đến, họ lao vào không ngừng chất vấn Thành. Nhưng khi mọi chuyện chưa rõ ràng, anh đã chọn cách im lặng, không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của phóng viên. Kể từ lúc xảy ra chuyện, mọi người ai cũng rối loạn hoang mang. Sau một buổi sáng, giá cổ phiếu tập đoàn liên tục giảm mạnh, các cổ đông trong công ty bất đồng quan điểm, quay lưng lại với khó khăn, không ai chịu đứng ra giải quyết Người nhà những công nhân bị thương trong vụ tai nạn đó thì kêu gào, đả đảo, đòi bồi thường, các bài báo lá cải thì không ngừng đưa ra những thông tin không chính xác để câu view, câu like. Tập đoàn Thiên Hạo dùng vật liệu kém chất lượng để xây dựng chung cư, tập đoàn Thiên Hạo coi thường mạng sống con người, tập đoàn Thiên Hạo phủi tay không chịu trách nhiệm với công nhân. Tất cả mọi thứ trở nên đều đang chĩa thẳng vào vĩ thành, anh đau đầu không biết phải giải quyết thế nào. Bây giờ công trình sập Đối tác không chịu ký hợp đồng, số tiền bồi thường lên đến vài trăm tỷ đồng, tập đoàn lao đao và đang đứng trước bờ vực phá sản. Sao để, để xảy ra chuyện này? Tại sao các cậu không giám sát chặt cho tôi? Thành tức giận quát lớn. Chưa bao giờ kể từ ngày tập đoàn Thiên Hạo thành lập lại để xảy ra một chuyện động trời đến như vậy. Có tìm ra ai là người đã rút ruột công trình không? Dạ không ạ, à, tất cả các vật dấu vết để lại không thấy ai là người khả nghi cả. Trong mấy ngày tìm kiếm, Thành vẫn chưa tìm ra được người đánh cháo vật liệu xây dựng, nên anh là người bị khởi tố trong vụ án. Là một giám đốc phụ trách dự án xây chung cư, một tòa nhà với 30 tầng đột nhiên bị sập, khiến hai người chết và 15 người bị thương. Vài ngày sau, cho tôi hỏi ai là giám đốc, là tôi có chuyện gì không? Bất ngờ ở đâu đó, một nhóm người tới công ty gây chuyện và đòi gặp bằng được giám đốc. Họ chửi bới xông vào định đánh anh, nhưng bảo vệ kịp thời ngăn cản. Được biết, đó là những người bị mất người thân trong vụ sập tòa nhà mấy hôm trước. Họ tìm đến đây để đòi sự công bằng. Họ cho rằng giám đốc tập đoàn là người phụ trách việc xây dựng tòa nhà, là một tên thiếu trách nhiệm vì lợi ích mà sử dụng vật liệu kém chất lượng, dẫn đến sự ra đi đáng tiếc của một số công nhân. Chào anh, chúng tôi là cảnh sát, nhận được đơn tố cáo và khiếu nại của mọi người về việc tập đoàn anh đang điều hành sử dụng vật liệu kém chất lượng trong xây dựng, dẫn đến người chết và bị thương. Chúng tôi cần mời anh về trụ sở để tiện điều tra và xác minh làm rõ, rất mong anh hợp tác. Dạ vâng. Cuối cùng, công an cũng đã đến. Thành bị bắt tạm giam trong quá trình điều tra làm rõ. Bà Tuyết trở nên lo lắng và tìm mọi cách chạy vậy, vận dụng tất cả những mối quan hệ của mình để giúp con trai thoát khỏi cảnh tù tội phải làm sao đây thành nó không thể ngồi tù được bà tuyết bật khóc trong bất lực đã mấy ngày hôm nay bà không ngủ được ăn cũng chẳng buồn ăn lúc nào cũng trong tình trạng suy sụp tìm đủ mọi cách giúp thành chứng minh sự trong sạch thôi bà đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi bà ăn một chút cháo đi nếu cứ như này bà sẽ ngất ra đây và kiệt sức mất quản gia kim đứng bên cạnh ân cần cất tiếng nói hiện tại ông vô cùng lo cho sức khỏe của bà nếu cứ để tình trạng này diễn ra Ông e bà sẽ không trụ được lâu nữa Tôi không muốn ăn Ông mang ra ngoài đi Ba tháng sau Trải qua những tháng ngày ròng rã Cuối cùng vụ án sập công trình Của tập đoàn Thiên Hạo Cũng đến lúc được đưa ra xét xử Vụ án của tập đoàn Thiên Hạo Về việc không đảm bảo an toàn trong xây dựng Sử dụng nguyên vật liệu kém chất lượng Dẫn đến 15 người bị thương Và hai người chết Tòa tuyên bố khoan đã Cánh cửa được mở ra Một người phụ nữ bước vào cô cầm trên tay sấp tài liệu đi thẳng về phía trước. Cô là ai? Vị thẩm phán cất tiếng hỏi. Tôi là nhân chứng, trong tay tôi có đầy đủ chứng cứ về việc anh Thành không liên quan gì đến việc này, là do một người khác đã âm mưu hãm hại, tôi mong tòa có thể xét xử lại một cách công bằng văn minh. Ngọc, Nhi, Thành đứng bên kia lắp bắp nói, khi vừa nhìn thấy Nhi, anh tỏ ra kinh ngạc, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày đó, anh không gặp lại cô, không có bất kỳ thông tin liên lạc gì với cô, hóa ra năm xưa sau khi nhi bỏ đi nhìn thấy thành quá đau khổ nên ông kim đã chọn cách nói ra hết sự thật cho anh biết rằng nhi không phải người như vậy cô không bỏ đi mà là do mẹ anh ép cô phải rời đi vì thế sau khi biết mọi chuyện đã có rất nhiều lần thành cho người đi dò hỏi nhưng đều không có tin tức cứ ngỡ là cô đã bỏ đi đâu đó thật xa không bao giờ quay trở lại nữa. Vậy mà giờ đây, sau 3 năm không gặp, Nhi lại xuất hiện ở đây với tư cách là người làm nhân chứng cho anh. Và rồi, sắp tài liệu được đưa lên. Trong đó là những giấy tờ chứng minh Thành không có liên quan đến việc vật liệu xây dựng kém chất lượng. Theo sau là đoạn video trao đổi và mua bán những nguyên vật liệu của cấp dưới đằng sau lưng anh. Giờ đây, bằng chứng nhân chứng đã đủ cả, vụ án của anh tạm thời đã gác bỏ, trên đây là bằng chứng về việc đánh cháo vật liệu xây dựng kém chất lượng. Chúng tôi cần thời gian điều tra xác minh làm rõ. Tạm thời anh Thành vẫn sẽ bị tạm giam. Tập đoàn Thiên Hạo bị đình chỉ, không được phép thi công bất kỳ một công trình nào khác. Chờ ngày tòa án phán quyết, bãi tòa. Nói rồi, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, rời đi. Trải qua 4 tháng điều tra xác minh, cuối cùng cơ quan chức năng cũng bắt được thủ phạm thực sự và chính thức thả tự do cho anh. Trở về nhà, việc đầu tiên Thành muốn làm đó là đi đến gặp nhi mới có mấy năm không gặp trông cô bây giờ khác quá anh thắc mắc không biết tại sao cô lại quay về tại sao cô lại xuất hiện giúp anh và bằng cách nào cô tìm ra được số bằng chứng đó trong khi bà tuyết đã cố gắng hết khả năng của mình hóa ra cách đây hai năm nhi đã gặp lại cha mẹ ruột của mình hồi nhỏ không phải họ bỏ rơi cô mà là do cô bị lạc trong một lần đi xem lễ hội suốt mấy chục năm nay họ vẫn luôn tìm kiếm nhi khắp nơi và thật may mắn rằng ông trời không phụ lòng người cô đã gặp lại được cha mẹ ruột của mình không ngờ đó lại chính là vị khách hàng đã từng hợp tác với bà tuyết trước đây cha mẹ cô là những doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới làm ăn sở hữu những công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước chính vì điều đó ngay khi nhìn thấy con gái lo lắng mất ăn mất ngủ khi xem tin tức về vụ việc của thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn thiên hạo mẹ cô đã sử dụng mối quan hệ của mình để điều tra giúp cô thu thập bằng chứng giải oan cho cô lâu lắm rồi không gặp dạo này em ổn chứ đối mặt với cô sau bao nhiêu năm cảm xúc của anh vẫn không thay đổi bối rối và ngại ngùng thành không dám nhìn thẳng vào mắt nhi em ổn lâu lắm rồi không gặp nhi đáp lại bằng thái độ lạnh lùng cảm ơn em cảm ơn vì đã giúp anh không có gì mà anh không thắc mắc người đứng sau là ai à nhi quay sang nhìn về phía thành nhắc tới mới nhớ anh vẫn chưa biết ai là người đứng sau tại sao người đó lại muốn hãm hại anh là ai thành cất tiếng hỏi khôi cái tên mà Nhi vừa nói khiến cho anh bỗng bất ngờ, Khôi đã biến mất kể từ ngày xảy ra chuyện, theo như thành điều tra thì anh ta đã rời khỏi Việt Nam và sang nước ngoài sinh sống, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện và lại là người đứng sau mọi việc. Hóa ra, đúng là Khôi đã rời Việt Nam, anh sang bên Thái Lan để phẫu thuật chuyển giới, quyết định sống đúng với con người thật của mình, cách đây vài tháng anh có quay trở về vì vẫn còn mang trong lòng sự thù hận của năm xưa nên Khôi đã bắt tay với người trong công ty, người phụ trách dự án xây dựng chung cư để làm giả giấy tờ, âm thầm chuyển đổi nguyên vật liệu với mục đích cuối cùng tống thành vào tù khiến cho anh ta phải thân bại danh liệt, làm cho tập đoàn thiên hạo sụp đổ. Một tuần sau, Ngày này cũng tới, ngày mà thành chính thức được tuyên bố trong sạch cũng chính là ngày Khôi bị tạm giam do tòa nhà xây dựng đã hoàn thiện đến tầng thứ 20 nên Khôi bị phán quyết 20 năm tù và đền bù toàn bộ số tiền thiệt hại. Nhìn thấy Khôi bị bắt, Thành cảm thấy có chút thương cảm. Xét cho cùng, Khôi và anh cũng là bạn bè mấy chục năm. Ngày hôm nay cậu ấy có kết cục như vậy, một phần cũng là do lỗi của anh. Nếu như năm đó anh thẳng thắn và dứt khoát hơn Thì có lẽ Khôi sẽ không đem lòng yêu anh Rồi đem lòng thù hận đến mãi về sau này Nhưng đó cũng là cái giá mà cậu ta phải trả Trung quy thì tuổi trẻ của mỗi người đều không thoát khỏi một cuộc tình Trong cuộc tình này có yêu, có thương, có ghen và thậm chí có cả thù hận Nhưng chỉ mong sau mỗi lần tổn thương chúng ta sẽ xem đó là bài học là kinh nghiệm, trân trọng những gì xảy ra bởi những người đi ngang của cuộc đời mình đều là duyên phận. Một thời gian sau, có chuyện gì anh nói đi. À, thì nếu không có gì quan trọng, em đi trước nhé. Nói xong, Nhi đứng dậy, cầm lấy chiếc túi sách bên cạnh bước đi. Cô đi chậm, thật chậm, cảm giác như đang chờ đợi một điều gì đó. Hóa ra hôm nay thành hẹn nhi ra ngoài gặp mặt mục đích của buổi gặp gỡ là anh muốn bày tỏ tình cảm của mình với cô được biết kể từ ngày cả hai gặp lại họ vẫn chưa một lần dám đối diện với nhau chưa một lần sống thật với cảm xúc của mình suốt một khoảng thời gian vừa qua anh đã xác định rõ ràng tình cảm của mình dành cho cô nó vẫn vẹn nguyên mà không hề thay đổi vòng xoay của thời gian có thể làm hao mòn mọi thứ nhưng lại không thể làm lung lay tình cảm của Thành. Trái tim anh vẫn rung cảm và thổn thức mỗi lần đối diện với Nhi. Anh muốn nói ra hết nỗi lòng của mình, muốn xác định rõ ràng mối quan hệ của cả hai. Nhưng hôm nay anh lại không làm được. Câu nói đến cổ họng lại nghẹn ứ lại mà không tài nào cất lên thành tiếng. Anh thấy mình hèn nhát. Nhi thất vọng rời đi. Một tiếng sau, Thành quay trở về nhà, anh vẫn rằn vặt và tự trách bản thân khi nãy không đủ mạnh mẽ nói cho lời yêu thương, đã từng bỏ lỡ nhau một lần, nên lần này Thành không muốn đánh mất nhi thêm lần nữa. Đang đắm chìm trong đống cảm xúc hỗn độn, chợt tiếng điện thoại bất ngờ reo lên, Thành liền bắt máy. "Alo?" Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, bà ta nói bằng giọng lo lắng, "Cậu là Thành phải không?" "Đúng là tôi, bà là ai?" tôi là mẹ Nhi Hôm nay con bé nói đi gặp cậu có chút chuyện Giờ này vẫn chưa thấy về Trời thì đang mưa Tôi lại nghe thấy có tai nạn trên đường quốc lộ Không biết nó có xảy ra chuyện gì không nữa Cậu có biết con bé đang ở đâu không Nghe đến đây Lòng anh trượt nóng lên như lửa đốt Chẳng phải Nhi đã rời đi cách đây hơn một tiếng đồng hồ rồi sao Vậy tại sao giờ này cô vẫn chưa về linh cảm có chuyện gì đó không lành xảy ra, thành vội vàng nói nhanh rồi cúp máy, để cháu đi tìm Nhi, cô yên tâm, Nhi không có chuyện gì xảy ra đâu. Nói rồi, anh vội vàng lấy chiếc xe mô tô dưới nhà rồi phóng đi mất. Trên con đường vắng lúc 10 giờ tối, một chàng trai đang phóng như bay lướt qua màn mưa với tốc độ ánh sáng, anh ta không ngừng vặn ga lao điên cuồng trên đường phố. Thành Tìm Nhi trên khắp tuyến đường cô thường đi qua, trên con đường cao tốc về nhà, anh thầm cầu nguyện và mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô. Bất ngờ, Thành dừng xe trên một đoạn đường cao tốc nơi vụ tai nạn đang xảy ra. Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc ô tô màu trắng, biển số xe. Khi chẳng phải là xe của Nhi sao? Tại sao nó lại ở đây? Thấy thế, không suy nghĩ gì nhiều, Thành lao vào trong đám đông, trái tim anh như phát nổ, anh hốt hoảng tìm kiếm Nhi. Người tên nạn ở đây đâu rồi, cô ấy đâu rồi? Thành hét lên, được đưa đi, đi rồi, anh là ai? Là người nhà Mọi người xung quanh cất tiếng hỏi, anh Thành. Từ đằng sau, giọng nói quen thuộc của một người con gái vang lên, anh quay đầu nhìn lại, Nhi. Vừa nhìn thấy Nhi, anh như nhìn thấy sự sống của chính mình, cái cảm giác vừa đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng của cuộc đời bất ngờ tìm lại được. Thành vui mừng chạy tới, ôm chầm lấy Nhi. Chiếc ô trên tay cô bỗng rơi xuống đất. Anh sao vậy? Nhi cất tiếng hỏi. Lúc này, Thành mới lấy lại bình tĩnh, bỏ Nhi ra. Anh nắm lấy đôi vai gầy guộc của cô rồi lo lắng hỏi. Em có sao không? Điện thoại em sao không gọi được? Có biết là anh lo lắng phát điên không hả? Nếu em có chuyện gì, anh biết phải làm sao đây? Thấy thái độ lo lắng của Thành dành cho mình. Cô chợt cảm động, đưa mắt nhìn xuống, Nhi thấy máu trên cánh tay anh không ngừng chảy xuống chiếc xe mô tô đang nằm lăn lóc phía bên kia đường thì ra ban nãy anh đã bị ngã xe khi đang trên đường đi tìm cô nhi lo lắng nắm lấy đôi tay đang nhuốm máu của thành cô ân cần cất tiếng hỏi anh bị sao thế này anh bị điên hay sao mà phóng xe đi giữa đêm trời mưa như vậy phải anh điên rồi anh điên vì đã bỏ lỡ mất em anh điên vì không dám nói ra lời yêu em nhi anh yêu em nói rồi thành cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ bé mềm mại của cô một nụ hôn ngọt ngào thời gian lúc này như ngừng trôi không gian như ứ động lại chỉ còn lại anh và cô đứng dưới làn mưa trắng xóa họ bày tỏ nỗi lòng của mình nói ra hết tình cảm của bản thân đã chôn giấu bấy lâu nay trước hành động của thành như không hề phản kháng cô nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt lại vòng đôi bàn tay ra phía sau lưng anh như một câu trả lời cuộc đời giống như một lưu rượu vang vậy có những loại vài tháng uống được nhưng có những loại phải lưu giữ rất nhiều năm để có thể đạt độ chín cần thiết điều quan trọng không phải là sớm hay muộn mà là đúng lúc bởi mọi thứ đều có thời điểm riêng của mình vì rượu ngon chính là phần thưởng của năm tháng cũng giống như tình yêu không cần quá vội vã không cần quá náo nhiệt bởi vì đến cuối cùng nếu có duyên sẽ chẳng lạc đường Quý vị và các bạn thân mến. Cuối cùng thì bà Tuyết, bà mẹ ghê gớm của Thành cũng thở phào vì đứa con trai vàng ngọc của bà ấy thực sự là một trai thẳng chính hiệu. Cái hợp đồng oái oăm giữa bà và Nhi vậy mà lại đem về cho bà một cô con dâu tuyệt vời trên cả mong đợi. Và quan trọng nhất, đôi bạn trẻ của chúng ta cuối cùng đã nhận ra trái tim sao xuyến của mình từ lâu đã cùng chung nhịp đập. Hóa ra những tranh lệch trái ngược dù có lớn đến đâu cũng vẫn chịu lùi lại nhường bước cho yêu thương chân thành chỉ cần bạn dám dũng cảm bước về phía trước gạt đi nỗi sợ hãi thẳm sâu trong lòng mình để có thể chạm tay và hạnh phúc hãy để lại cảm xúc và suy nghĩ của mình trong phần bình luận cùng audio chuyện hay quý vị và các bạn nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện tạm biệt và hẹn gặp lại